chọn chọn hello ơi, thấy chọn luôn. Hello mấy chế nhà, chia sẻ like cho em với nhà bà con cô bé rồi. Hello mấy chị, chia sẻ like giùm em với nha. Trời ơi, tôi đợi khui bom nữa nè, cuộc đời của tôi. Hello mấy chị nha, chia sẻ like giùm em với nha. Hầu như tuần nào 2 ngày 3 ngày là có khui bom không mấy chị, khổ ghê. Chia sẻ like cho em với nha, từ từ em sẽ vào. Chia sẻ like giùm em ha, từ từ em sẽ lên cho mấy chị nha. Chia sẻ like chấm bài giùm em với. Khui bom khui bom khui bom. Ghẻ lắm luôn á. Chịu khó xe bài giùm em với nha, em cũng đang xe tích cực luôn nè. Rồi hello mấy chị nha, từ từ em sẽ lên cho mấy chị. Nhớ chia sẻ like giùm em với nha, tại cái này em bán ghẻ lắm luôn rồi đó mấy chị, nên chịu khó xe bài cho em nha. Đang lên, đang đang xe bài từ từ. Gọi lên nha. Cố lên. Cố lên hả? Hello mấy chị, hello. Cái gì vậy? Bị lỗi rồi là khỏi ra luôn á trời, thiệt chứ. Khui bom nha. Ê chị Linh, em có về tay lỡ ngay cái ấy của chị nè, bán gì mà cũng bị bom. Hello chị Nắng Mai nha. Cũng thật, đường bom cũng bom bình thường hả em ơi. Rồi bỏ vậy. Bán ghẻ rồi mà còn bị bom nữa. Trời ơi. Nãy vài bữa khui cái cục bom kia về gửi cho mấy người nghe cái câu chuyện chị đặt chơi cho vui thôi. Tại chị đặt chơi cho vui thôi. Trời trời, nói nghe tan nát cõi lòng luôn. Trời, lên 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 khui bom nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ like chấm bài cho em với nha. Cái gì đây? Trời ơi, khổ muốn chết luôn nè. Đặt nè, rồi xong sau đó chốt đơn ok này kia xong hết đã đời rồi, cái cũng là ngay bả bắt máy luôn mà bả dám nói là bả không phải là bạn, ai gây nghiệp gì thì nghiệp đó đi. Em có lên một vài bộ em nghĩ là chị suy gu của chị Linh nè. Rồi chia sẻ like giùm em với nha mấy chế ơi, chia sẻ like chấm bài giùm em với nha. Trời ơi cái này nè, 85.000 một bộ nè. Rồi thì cái ra thật ra nó bơm em không có sợ, mà biết chị biết ra sao ngán cái vụ là phí gửi đi gửi về á mấy chị, ngán cái vụ đó thôi chứ bom hàng thì không có sợ. Rồi khui bom nha mấy chị ơi, hồi lên bộ 2 bộ 150 nha, hồi lên hậu 2 bộ 150. Chia sẻ like cho em nha, chia sẻ like giùm em thì chớ lớn rồi mà còn bom hàng người ta nữa, khổ ghê á. Cái yếm nè dễ thương ghê luôn mấy chị ơi, cái yếm giùm em nha. Trời hàng yếm thì hôm bữa không có bán nè, vậy mà đành lòng nào bom em được luôn á trời, khổ tâm ghê luôn á. Cái yếm cho mấy chị ha, để giặt da cái hả. Rồi để khoan để coi cái yếm này mặc làm sao cái hả. À có cái nơ phía trước này giùm em ha. Rồi yếm xanh giùm em nha, ngay đây cái đó có cái nơ cho mấy chị mặc ôm dáng như thế này giùm em ha. Rồi yếm xanh giùm em mấy chị, một cái yếm cho mấy chị ha, phối cho mấy chị một cái yếm xanh ha. Phối trên đây có cái nơ giùm em ha, phía dưới là giống như kiểu Barbie doll nha. Người ta bơm mình quăng đạn. Rồi ai lấy được comment 40 đến 60 kg, cao ghéo lên được 61, 62, yếm xanh giùm em. Chị nào lấy em để mấy chị với giá 60, 65 luôn nha, 65. Chị nào lấy được comment giùm em yếm xanh 65.000 em bán tặng cho mấy chị luôn nha. Bán tặng cho mấy chị luôn á, bán chơi cho vui nè. Rồi yếm này yếm đen giùm em 65.000 đi mấy chị ơi, rẻ mà đẹp ha, hàng bao sang cho mấy chị luôn. Đó, hàng đẹp giùm em. Rồi yếm đen giùm em mấy chị, kiểu này ha, hàng đẹp với mấy chị, lên mặc đẹp. Cái mẫu này mặc lên nhìn trẻ nha, cái yếm giùm em. Rồi yếm đen giùm em 40 đến 58 60 kg mặc được, cao gáo thì được 61 62 giùm em ha. Rồi yếm đen giùm em nè, bán tặng 85.000. Ủa 65.000 ha, 65.000. Ai lấy comment giùm em. Hồi lên 2 bộ 150 nha. Hồi lên 2 bộ 150. Áo thun 49.000 có ai lên không? Áo thun 49.000 có ai lên không? Rồi satin, cái bọc này là bọc satin nè. Cái bọc này là chị đặt chơi cho vui nè. Trời ơi. Coi nó bán gì đấy. Đây nè, cái này là biết sao không, chị đặt chơi cho vui nè. Trời ơi thiệt đó mấy chị, lớn rồi đó có con rồi đó mà con nhỏ nhỏ không á mà còn đặt vậy á mấy chị, khổ thân người ta không. Thà không đặt thì thôi, đặt gì khổ thân người ta lắm mấy chị ơi.
đừng có đặt mà đặt chơi cho vui nha, nói cái câu mà dễ sợ thiệt, đặt chơi cho vui thôi. Rồi mẫu này giùm em, cái câu này là đặt chơi cho vui nè, đúng ngay vị khách đó đặt luôn nha. Rồi mẫu này hồng giùm em, hồng dây ha, chị nào lấy để mấy chị 55.000 luôn, bán tặng hết nha. Rồi ai lấy được comment giùm em hồng dây 55.000, 40 đến 65 kg, mặc được quần có túi giùm em. Này là khách đặt chơi cho vui nè. Rồi ai lấy được comment giùm em hồng dây ha, 55.000 giùm em nè, satin nè. Trời ơi nè, nhìn thấy không, latin chứ, thằng latin giùm em nè, nó đặt chơi cho vui giùm em nè, khổ lắm. Nhớ đời chị thề, câu đó chị nhớ đời luôn á, đặt chơi cho vui nghe đau khổ thiệt luôn á chị, mà kiểu lớn rồi mà làm mà kiểu nói chuyện giống như kiểu con nít vậy, thôi kệ không quan tâm cái gì quà đó thì. Rồi món này giùm em ha, rồi cái này bán tặng mấy chị luôn ha, 79.000 ngôi sao đen chất latin giùm em, 79.000 giùm em luôn nha. Chị nào lấy được comment giùm em sao đen đi mấy chị ơi, sao đen giùm em, phối gu xì, phối ngôi sao giùm em ha. Đặt chơi cho vui nghe thấy vui không. Rồi ai lấy được comment giùm em đi mấy chị ơi, rồi ai lấy được comment giùm em đen ngôi sao ha, đen ngôi sao bán tặng mấy chị luôn ha, đen ngôi sao bán tặng mấy chị 79.000 đi mấy chị, 79.000 giùm em nè, khổ ghê á. Rồi màu đỏ tay dài chất latin luôn ha, chị nào lấy để 85.000 luôn. Rồi ai lấy được comment giùm em đỏ dài luôn ha, cái này là hàng bom rồi mấy chị, latin giùm em. Rồi đỏ, ai lấy được comment giùm em đỏ 85, khách đặt chơi nè, 40 đến 60 kg mặc vừa em nè, ai lấy được comment giùm em đỏ, đỏ giùm em ha. Rồi bán tặng mấy chị luôn nè, đỏ 85.000 luôn ha, tay dài cho mấy chị luôn. Trời ơi cái xanh lá này chỉ có duy mốt một bộ luôn á, đặt xong rồi cũng đặt bom luôn nè, đặt xong rồi cũng đặt bom luôn nè, khổ ghê. Rồi xanh nè, 85.000 bán tặng cho mấy chị luôn nha, ai lấy được comment giùm em xanh đi mấy chị, xanh 85.000 giùm em không, mấy chị tranh thủ mua trên like nha mấy chị ơi, tranh thủ mua trên like giùm em, hàng này hàng latin luôn ha. Rồi chị nào lấy được comment giùm em đó, hàng 20 bom thích bom á, giả mang không mấy chị, đặt chơi cho vui. Trời ơi nói cái câu mà không có tình có nghĩa gì trơn luôn á trời, thiệt đó, giả mang ghê luôn á. Rồi ai lấy được comment giùm em không, còn mấy bộ đồ này, còn 2-3 bộ này bán tặng cho mấy chị luôn ha. Cái này là đầu bé giùm em nè, chị nào lấy em để tặng mấy chị diêu giờ ta. Rồi đầu bé này ha, bán tặng cho mấy chị với giá là 49.000 giùm em ha, 49.000 đầu bé, em còn được mấy bộ ha, gắm giùm em, hàng đẹp luôn mấy chị ơi, phía sau này giùm em có bo nhúng giùm em ha. Rồi chị nào lấy được comment giùm em hộ bé. Ê, tôi mới khui cái cục hàng đặt chơi cho vui nè bà Như, mới khui cái cục hàng khách đặt chơi cho vui. Rồi mẫu này giùm em ha, đồ bé nè mấy chị ơi, nhiêu kg mặc vừa, cái nào chị ơi, cái này giùm em từ từ để em nâng lên nè. Đồ bé này ha, 20 đến khoảng 27 kg mặc vừa em, 25-26 thôi nha, 20 đến 25-26 kg mặc được. Ai lấy được comment giùm em cam đào ha, cam đào còn mấy bộ bán tặng mấy chị luôn. Rồi bán tặng 49.000 ha, cam đào giùm em, ai lấy được comment giùm em cam đào 20. Ừ, mới bơm, mới xả hai cục nè. Rồi cam đào nè, ai lấy được comment giùm em, tôi khổ quá mà. 20 đến 27, 28 kg ha, cao gáo, nếu mà không cao gáo thì khoảng 25 kg vùi em ha. Ừ, gán, ăn trứng ngỗng qua rồi, bây giờ cái cục này bị dướng lại hôm bữa nè. Rồi xanh giùm em nữa chị ơi, đồ bộ bé ha, gắm giùm em luôn nè. Rồi ai lấy được comment, cam đào hơi bự nha tròn ơi, cưng mua, cưng lấy về là cưng phải bóp cho Vi nha. Cưng lấy về là cưng phải bóp cho Vi nha. Rồi cam đào xanh giùm em luôn mấy chị ơi, màu đẹp đẹp không luôn ha, xanh giùm em dễ thương, 20 đến khoảng 25-27 kg mặc vùm em ha, cao ghéo là lên được 28 luôn. Xanh ai lấy được comment giùm em xanh đẹp đẹp không mấy chị ơi, 49.000 luôn ha. Từ từ lên bộ người lớn thôi nha, từ từ lên bộ người lớn, lên áo này kia, ngồi em lên bộ pyjama ngay ý của chị Linh đó chị ơi, cái mẫu này lâu lắm rồi mới về chị Linh. Rồi mẫu này giùm em hồng đậm giùm em đi mấy chị ơi, dễ thương quá à, hàng bao đẹp luôn ha. Chia sẻ like giùm em với mấy chị, chia sẻ like chấm bài cho em nhé ha. Hồng đậm nè, thấy cưng nha, hồng đậm 49.000 giùm em luôn, còn mấy bộ sale luôn ha. Cái này tầm 18 đến 22, ai lấy được comment giùm em hồng đậm 18 đến 22 kg mặc vừa ha. Hồng đậm 18 đến 22. Quẹo lửa nha bà con cô bác ơi, hồi em sale latin satin tá lả hồng me hết trơn luôn nha. Chị nào mua được lấy giùm em ha. Rồi mẫu này giùm em luôn mấy chị. Cam đào này, cam đào này ha. Ai lấy được comment giùm em cam đào đi mấy chị. Cam đào này để em coi cam đào này số mấy. Rồi cam đào này là khoảng 20-25 rồi mấy chị ơi. Cam đào 20-25 kg mặc vừa em ha. À, lựa chị ơi nhiêu kg. Chị có đọc mà em, chị có đọc mà. Rồi ai lấy được comment giùm em ha. Cam đào 20-25.
có size nhỏ 12kg không? Cái này bà chịu khó về bóp đi bà, bóp hai bên hông này là mặc được à. Tại vì nó dễ lắm, ở phía sau này nó có bo nè bà Như, ở phía sau này nó có bo nè, bà về bà chịu khó bóp rồi giùm tôi ha. Bóp hai bên hông là mặc được rồi, dễ mặc lắm bà. Rồi mẫu này giùm em ha, mẫu này là màu hồng đậm. Hồng đậm này số 10 nha, hồng đậm này số 10 giùm em. Cái này tầm khoảng 22-30kg mặc vừa em. Hồng đậm số 10, 20-22 đến khoảng 30kg mặc vừa em ha. Bán tặng mấy chị nha. Chị hả? Rồi em cảm ơn chị nha. Có mua được ủng hộ em nha bà chế ơi. Có mua được ủng hộ em nha. Rồi này em đang bán tặng cho mấy chị luôn á. Bán tặng có vài chục ngàn thôi trời. Kẻ ghê á, từ từ hỏi em sale Latin, Satin, tá lã hộp me cho lựa nha. Hỏi em sale cho lựa, hỏi em sale cho lựa đợi xíu nha. Lên 2 bộ 150, ốc hung này kia làm quen cho mấy chị hết. Rồi mẫu này giùm em ha. Một cái hồng đậm. Hồng đậm này là số 6 nè mấy chị. Hồng đậm này số 6 ha. Cái này tầm khoảng 18-20kg mặc vừa nha mấy chị ơi. Hồng đậm số 6, 18-20kg mặc vừa. Chị nào lấy được comment 49.000 nha. Cái này em đang xe 49.000 á. Nghe của ai lấy được ủng hộ em nha. Xe bài giùm em với mấy chứ. Xe bài cho em có tương tác với nha. Xanh giùm em luôn. Xanh này xanh số 6 nha. Xanh số 6 giùm em. 18-22kg mặc vừa giùm em. Rồi ai lấy được comment giùm em xanh số 6 ha. Xanh số 6 giùm em. 49.000 nha. Em còn 3-4-5 bộ nữa em hết. 6 bộ nữa. 6 bộ nữa là em hết. Rồi nghe của nào chị nào lấy được comment giùm em ha. Có ba cái áo hả? Ba cái áo nào ta? Rồi ai lấy được comment giùm em, thông cảm giùm em nha. Tại vì em đang bị khá lã hết trơn rồi. Rồi đi gu nào lấy được ủng hộ em nha mấy chị ơi. Nè em đang áo cho mấy chị dụ nè. Áo này 49.000 nè. Thôi bây giờ sale từ từ bộ nha. Bộ rồi áo sale lộn xộn cho mấy chị hết nha. Rồi mẫu này giùm em mấy chị ơi, bán tặng mấy chị luôn ha. 2 cái 150 luôn mấy chị. Ai lấy được comment giùm em bi hồng mặc ôm dáng kiểu này ha. 2 cái 150 giùm em. 40-60kg mặc quần em nè. Ai lấy được comment quần chín tóc nha. 2 cái 150 ai lấy được comment giùm em. Bi hồng giùm em. Lộn xộn nha. 2 cái 150 từ từ lên lên cho mấy chị nha. Lộn xộn từ lên không nghe chứ. Từ từ lên ha. Bi hồng 2 cái 150. 2 cái 150 giùm em ha. Áo lẻ đó em bây giờ em thiệt hết. Em không nhớ luôn. Bà chụp thì còn em còn cơ mai em nhớ giùm em. 55-56kg mặc quần em ha. Tím dây giùm em 2 cái 150 luôn ha. Chị nào lấy được comment giùm em tím dây 2 cái 150. Hàng đẹp nha mấy chị ơi, nhiều mẫu giùm em ha, lộn xộn giùm em. 40-58-60kg mặc quần giùm em. Rồi ai lấy được comment giùm em tím nha mấy chị. Tím giùm em 2 cái 150 ha, lộn xộn giùm mấy chị hết. Từ từ em lên nha, còn nhiều lắm. Từ từ em lên, còn nhiều lắm. Lộn xộn giùm em ha. Xe bài giùm em với mấy chị ơi, xe bài chấm bài giùm em với ha. Cũng lộn xộn cho mấy chị ha. Xanh đen dây giùm em, phía sau có dây kéo giùm em ha. 55-56kg mặc vừa luôn mấy chị. Dây cánh tiên cho mấy chị, hàng đẹp ha, phía sau có dây kéo. Rồi ai lấy comment giùm em xanh đen dây đi mấy chị. 58-60kg đồ lại mặc vừa, quần chín tóc hết giùm em ha. 2 bộ 150 luôn ha. 2 bộ 150 đồ bộ, 2 bộ 150 bán bèo quá trời luôn. Rẻ hàng đẹp đàng hoàng giùm em ha. Hàng này bao rẻ bao đẹp cho mấy chị luôn. Rồi mẫu này giùm em ha, dễ thương chưa. Cargo đỏ nè, cargo đỏ giùm em. 55-56 cao gáo lên được 58 giùm em ha. Cargo đỏ có dây rút ở giữa nha. Hàng đẹp, chị nào mà coi không kỹ mấy chị comment lại em lên cho mấy chị ha. 40-58-60kg mặc quần em ha. Rồi ấy đây comment giùm em bán tặng cho mấy chị luôn. 2 bộ 150 nha. Hàng này hàng đẹp nha bà con ơi. Nè cái em nói chị Linh nè, chị Linh coi lấy được lấy ha. Hai cái em nói chị Linh nè, hàng này đẹp. Nghĩ chắc nghe ý chị Linh á, hàng này lâu lắm rồi mới về chị Linh. Hàng này lâu lắm rồi mới về. Rồi từ từ em lên cho mấy chị ha. Latin, satin lần hồi em sale hết cho mấy chị ha. Mấy chị tranh thủ mua ủng hộ em. Lụa nè, lụa cái bông này nè. Hàng này nè, lâu lắm rồi mới về lại luôn á. Cái này 85.000 bộ nè mấy chị. Sập vàng giùm em ha. Tay lỡ lỡ cho mấy chị nè, cực kỳ dễ thương luôn ha. Sập vàng, ai lấy được comment giùm em. Hồi em lên tiếp cho mấy chị 2 cái 150 ha. Latin, satin hồi lên hết. 40-60kg, cao ghéo thì được 61-62, hàng dễ mặc giùm em. Rồi sọc vàng giùm em, sọc vàng, khối hàng đẹp nha. Mẫu này dễ thương lắm luôn á. Cái này 2 cái 150, ủa lộn 85.000 cái nha. Tay lỡ lỡ, cực kỳ dễ thương, nút gài nha, nút này nút gài giùm em ha. Rồi mẫu này giùm em đi biết chị ơi. Không, tay lỡ giùm em, tay lỡ qua khỏi khủy tay giùm em ha. Rồi ấy được comment giùm em sọc hồng nữa mấy chị, sọc hồng giùm em ha. Cái này 85.000 một bộ, lụa hàng quần dài nha. Này lụa hàng quần dài, lụa hàng loại nhất giùm em nha. 2 cái 150, hello chế nha. 2 cái 150, ai coi lấy được lấy giùm em ha. Chia sẻ like giùm em á, mấy này rẻ. 2 cái có 150, ủa lên cái này 85.000 mấy bè ơi, trời ơi bị cuốn não à.
Rồi ai lấy được comment giùm em mẫu này đi mấy chị. Mẫu này bi giùm em ha. Bi, ai lấy được comment giùm em bi. Còn bộ bi luôn nè. Nhìn dễ thương lắm mấy chị. Rồi bi ha. Chị nào lấy được comment giùm em, bán tặng mấy chị luôn ha. Bi bán tặng mấy chị luôn. Rồi 85.000 giùm em ha. Bi 85.000. Rồi áo khoác, sale luôn áo khoác nha bà con cô bác ơi. Rồi sale áo khoác luôn ha. Rồi áo khoác này sale 95.000 luôn ha. 95.000. Rồi vàng viền giùm em, chất phi xà cừ hàng đẹp nha. Cam viền giùm em 95.000 luôn ha. Ai mua được ủng hộ em, áo khoác sale luôn cho mấy chị ha. 95.000 thì nào lấy được comment giùm em. Xe bài giùm em ha. Mẫu này thì sale nhiêu giờ trời, 105.000 luôn ha. Cam giùm em, cam chữ luôn, 105.000. Còn mấy cái sale hết luôn, bán tặng mấy chị luôn ha. Cam chữ 105.000. Vì vua ai lấy được lấy giùm em ha. Xe bài giùm em, lợn sợm nha. Từ lưu hồng mai hết trơn. Từ lưu tùm lum cho mấy chị luôn ha. Rồi em không nào lấy được ủng hộ giùm em. Rồi lên chồng. Trời, cái này là chất satin với latin ha. Satin với latin giùm em nè. Cái này bán tặng cho mấy chị luôn ha. Rồi này 80.000 giùm em luôn mấy chị ơi. 80.000 giùm em ha. Satin với latin. Đen phối giùm em nè. Ai đều comment giùm em đen phối nha. 80.000 giùm em. 58-60kg độ loại mặt vừa men. Latin và satin luôn nha. Nó lộn xộn hết trơn mấy chị. Mà tại em sale rồi nên bây giờ em gom nó vô cục luôn nha. Rồi ai đều comment giùm em đen luôn mấy chị ơi. Đen giùm em luôn ha. Đen phối bán tặng mấy chị luôn ha. 70 nha. Đen phối 80.000 luôn ha. 80.000 hàng latin với satin toàn bộ giùm em ha. Hàng này đẹp dễ thương giùm em nha. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Rồi đỏ giùm em luôn ha. Đỏ satin với latin giùm em nè. Đỏ bán tặng 85.000 nha mấy chị ơi, dễ mặc lắm. Rồi 40 đến 60 cao ghéo hình được 61 62 giùm em ha. Đỏ ai đều comment giùm em đỏ, còn duy nhất một bộ đỏ ha. Còn duy nhất một bộ đỏ luôn. Rồi ngay vua ai lấy ha. Rộm rộm giùm em. Có áo có quần có từ lưa hồng me hết trơn nha. Rồi 49.000 cái nha mấy chị. Hàng đẹp nha. Áo thun giùm em, hàng Quảng Châu em bán tặng luôn á. Rồi vàng 49 nè, chị nào lấy được comment giùm em ha. Bán em sale hết nha. Rồi vàng 49, ai lấy được ủng hộ em nha. Vàng 49, lộn xộn giùm em ha. Vàng 49, rồi mẫu này. Vàng này là vàng chữ, vàng thỏ nha. Vàng thỏ giùm em 49 giùm em luôn. Đó, áo giùm em dễ mặc nha. Vàng thỏ 49, rồi nghe chị nào lấy được lấy giùm em ha. Xe bài cho em nha mấy chị ơi. Vàng thỏ 49, rồi cái này cái đỏ giùm em luôn nè. Nhiều màu nha, nhiều màu giùm em. Đỏ, đỏ, áo thun hàng Quảng Châu, hàng đẹp nha mấy chị ơi. Cái này mấy chị phối chung với quần jean, quần đùi, quần gì cũng được hết, rất là dễ mặc luôn ha. Rồi đỏ giùm em nè, hay gu nào lấy nha. Cái này form này là có nón luôn nè. Ai lấy được comment giùm em hồng nón nha. Hồng nón, này nè, form rất tốt giùm em, dễ thương nha. Mặc đường nào cũng xinh hết trơn á. Rồi ai lấy được comment giùm em hồng nón nha. Cái này bán tặng mấy chị 49.000 một cái, hàng Quảng Châu luôn nha. Hàng Quảng Châu bán tặng luôn mấy chị. Chị nào coi nghe gu mình thì lấy giùm em thôi. Này bán rẻ mấy chị ơi, hàng đẹp mà rẻ giùm em nữa. Rồi lên luôn, lại bán cái này luôn nè. Rồi quần này quần lửng giùm em ha. Bán tặng 65.000 luôn ha. 65.000, xe bài cho em ấy nha. Rồi hồng giùm em. Hồng này là hồng thỏ, quần lửng giùm em. Bán tặng 65.000 luôn, chị nào coi được ủng hộ giùm em ha. 40-60kg mặc quần em ha. Hồng hình con thỏ. Cái này lụa hàng, bao đẹp giùm em. 65.000 luôn. Ai lấy được comment giùm em hồng 65.000. Hồng 65.000, nhớ comment mã với giá giùm em luôn nha. Cho em có, cho em biết đường nha. Thôi là em không có nhớ đâu nha. Ai lấy được comment giùm em vàng hoa hướng dương 49.000 giùm em ha. Vàng chị hoa hướng dương giùm em nè. Rồi ok chị nha. Cảm ơn mấy chị nha. Coi lựa đơn đi được lựa giùm em nha mấy chị ơi. Vàng 45.000 giùm em nè. Rồi mẫu này giùm em ha. Một cái vàng hình con cù 65. Vàng 65 luôn ha. Vàng 65 nhớ comment giá ha. 40-60 cao ghéo lên được 61-62 giùm em. Trời ơi hàng này em bán trẻ ngơi luôn á. Bán lấy chân tán. Bán tặng cho mấy chị luôn á. Ai lấy được comment giùm em satin latin cánh dơi. Còn không chị ơi còn luôn nha. Em bán tặng luôn nè. Coi được thì lấy giùm em nha. Từ từ nha. Rồi mẫu này giùm em đứa chị. Mẫu này là một cái xanh giùm em ha. Xanh đen giùm em 65.000. Hình con này con kia thấy cưng ha. 40-60 cao ghéo lên được 61-62 nha. Rồi mẫu này latin cánh dơi em còn nè chị ơi. Hàng đẹp đúng luôn nha. Tranh thủ mua ủng hộ em á. Này rẻ đẹp, hàng này rẻ xuất sắc luôn. Rồi em lên ha. Coi được nào lấy giùm em. Màu dễ thương không à chị. Latin cánh dơi ha. Chia sẻ like giùm em. Comment cho em xin cái giá luôn ha. Vàng giùm em nè. Từ từ em còn lên thêm áo kiểu nữa nha. Vàng 65. Này là em bán tặng nha mấy chị ơi. Chị nào lấy được cứ comment. Comment thêm cái giá nha. Không comment thêm cái giá nữa lộn á mấy chị ơi. Rồi
cánh dời giùm em nè, cánh dời giùm em không nè, cái này bán tặng 95.000 luôn ha, satin giùm em, hàng đẹp nha. Rồi ai lấy được comment giùm em hồng đậm nha, 95.000 giùm em, hàng siêu đẹp nha mấy chị ơi, bán tặng mấy chị với giá này luôn nha, cực kỳ rẻ luôn mấy chị, 45 đến 65 ký mặc được giùm em không. Rồi ai lấy được comment giùm em hồng đậm, kèm cho em cái giá luôn nha chứ ơi, kèm cho em cái giá luôn ha, hồng đậm giùm em, lộn xộn nha. Cái này là cánh dời bán tặng cho mấy chị luôn ha, chị nào coi được đấy giùm em ha, chia sẻ like giùm em á. Mẫu cánh dơi này đẹp đẹp không mấy chị ơi, hồng 95 giùm em không, chị nào lấy được comment ha, em vẫn còn hồng nha mấy chị ơi, hồng em vẫn còn nha ha, chia sẻ like cho em nha, chia sẻ like giùm em. Rồi cái này hồng gấu giùm em ha, hồng gấu 95.000, hình con gấu hình trái dâu nè, latin cánh dơi giùm em ha, hàng đẹp, hàng rất là xịn sò luôn, mẫu này thấy cưng nè chị. Rồi lấy được comment giùm em hồng gấu ha, hồng gấu giùm em 95 luôn ha, latin 45 đến 65 ký mặc được giùm em ha, chị nào lấy được comment giùm em, sống này lên rộng sợm nha, xe bài cho em nha mấy chị ơi. Rồi lấy được comment giùm em hồng gấu, hồng gấu 95.000 em vẫn còn nha mấy chết, hồng gấu 95.000, chị nào lấy được comment giùm em ha, xe bài giùm em. Mấy mẫu phối phối này chị có lấy không? Rồi hồng gấu 95.000 giùm em, chị nào lấy được cứ comment nha, em vẫn còn mấy chị ơi, chị nào lấy được comment em vẫn còn cho mấy chị luôn ha, tổng cộng hết giùm em, xe bài cho em nha, xe bài giùm em quá. Cái đen phối này có lấy không? Đen phối này cũng cánh dơi luôn hay gì nè, để ra coi cái. Rồi không, cái này cũng hơi hơi cánh dơi hả, chứ không phải cánh dơi lắm nha, hơi hơi đen phối nè, ai lấy được comment giùm em mẫu phối đen xịn sò giùm em, satin latin em đang sale ha, cái này 80.000 giùm em, 40 đến 60 ký mặc được, ai lấy được comment giùm em đen phối nha, đen phối giùm em, lộn xộn giùm em ha, 40 đến 60 ký mặc vừa em ha. Rồi chị nào lấy được comment giùm em đen phối nha, đen phối thôi để em lên cái này nè, coi được thì lấy giùm em đi. Rồi cái này tùm lum hết à, thì có hết cái đường latin với satin với cánh dơ luôn à, để em cứ lên, chị nào coi được thì cứ lấy giùm em ha, xe bài giùm em đi, xe bài giùm em ha, chia sẻ like giùm em á. Giờ nó đang lộn xộn hết rồi, giờ nó đang lộn xộn hết, sống này lên áo nha, sống này lên hàng áo cho mấy chị, xe bài giùm em với mấy chị ơi, xe bài giùm em với nha. Rồi kem giùm em ha, kem bán tặng mấy chị 85.000 luôn ha, kem 85.000, hình con này con kia dễ mặc nha mấy chị ơi, hàng đẹp bao tiểu thư giùm em, 40 đến 60 ký mặc vừa giùm em ha, kem 85.000, sống này lên áo nha, áo 49.000 cái luôn. Rồi kem nè, ai lấy comment giùm em kem ha, mấy chị lấy nhớ comment mã với giá để không thôi quên nha. Kem 85.000 giùm em. Rồi mẫu này mẫu xám, xám giùm em 79.000 ha, xám hoa giùm em 79.000, chị nào lấy được comment giùm em ha, xám hoa 79.000 giùm em, 40 đến 60 ký mặc vừa ha, một cái màu xám phối hoa ha, viền màu hồng cho mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy được comment giùm em, chia sẻ like giùm em với ha, chia sẻ like cánh bài cho em với mấy chị ơi, còn ít thôi nha, chia sẻ like giùm em. Có fan đầy luôn nè, cái này là Fendi đỏ giùm em nè, hàng sang lắm luôn nha, 40 đến 60 ký mặc vừa em nè, đẹp lắm luôn mấy chị, Fendi ha, lấy được comment giùm em ha. Vàng 65 còn không nha, còn như chị Nguyễn Đào ơi. Rồi ai lấy được comment giùm em. Rồi ép đỏ giùm em nè, ai lấy được comment giùm em ép đỏ ha, ép đỏ giùm em nè, hàng này đẹp nha, cái này là Fendi á, em kêu bằng ép đỏ nè, nhìn không, chạy dọc Fendi giùm em hết. Rồi ép đỏ, ai lấy được comment giùm em ép đỏ ha, 85.000 ha, ép đỏ 85.000. Ngay qua ai lấy được comment giùm em ha, xe bài giùm em với mấy chứ, xe bài giùm em ha, em đang sale lộn xộn nha, chắc đủ lửa nha. Rồi mẫu này màu một cái xám nha, xám ngôi sao, phối ngôi sao với chữ Gucci giùm em ha, xám sao, sao xám gì cũng được, nó giống như một xanh biển nhạt vậy mấy chị, xám ngôi sao giùm em ha, chị nào lấy được comment giùm em xám ngôi sao giùm em. Rồi ai lấy được comment giùm em ha, này bán tặng cho mấy chị nha, xám ngôi sao bán tặng cho mấy chị 85.000 ha, xám ngôi sao 85.000, xem đề 85.000 ha, xem đề 85.000 giùm em. Rồi như con nào lấy giùm em ha, đó lầm cộng hết từ lưu hồng mé chơi mấy chị ơi, ngay con nào thì lấy giùm em. Rồi cái này Fendi xanh nè, ai lấy được comment giùm em Fendi xanh luôn ha, một cái chữ Fendi thiết kế cho mấy chị xanh lá ha, Fendi, ai lấy được comment giùm em ép xanh cho mấy chị, ép xanh là chữ Fendi á nha, đó chị nào thích thương hiệu thì lấy cái này, 40 đến 60, cao ghéo lên được 61, 62 giùm em ha, ai lấy được comment giùm em, từ từ nha mấy chị ơi, từ từ đừng manh động, từ từ nha. Rồi mẫu này giùm em đi mấy chị ơi, mẫu này đen giùm em ha, đen hình ngôi sao bán tặng cho mấy chị 80.000 luôn ha, đen hình ngôi sao bán tặng 80.000, chị nào lấy được cái nào lấy giùm em ha, cái này em bán rẻ, latin và satin hết nha, latin và satin hết luôn, em bán tặng cho mấy chị luôn này luôn á, em về cái mẫu khác. Rồi hay qua lấy được lấy giùm em ha, hay gì hàng đẹp lắm, hàng này latin và satin mấy chị mặc mát luôn á,
Vàng em còn hai cái vàng ha. Vàng nãy chị lấy rất là vàng nãy quá. Vàng vàng hình con cừu nha. Vàng hình con cừu 65.000 giùm em, chia sẻ like cho em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em với nha. Tại cái này em bán tặng cho mấy chị không luôn á, nên chịu khó share bài cho em với nha. Rồi cái này vàng hình con cừu giùm em nè. Nó dễ thương lắm luôn nha. Cừu vàng giùm em ha. Ai biết được comment giùm em cừu vàng nha mấy chị ơi. Cừu vàng giùm em 40 đến 60, cao gáo lên được 61, 62, 63 luôn ha. 65.000. Rồi thấy được comment giùm em cừu vàng đi ha. Cù vàng lộn xộn cho mấy chị hết ha, lộn xộn gì em từ lúa cho nó chị ơi, nên áo tiếp đi ha. Cù vàng lấy được comment giùm em, đang lên lộn xộn nha, ngay con nào lấy được comment giùm em. Rồi một cái áo phông dài nha mấy chị ơi, phông dài giống như cái đầm vậy ha. Rồi trắng dài giùm em, ai lấy được comment giùm em trắng dài 49.000 giùm em ha, hàng đẹp giùm em. Rồi trắng dài 49, hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi, hàng này hàng đẹp nha, hình này đẹp mà xịn luôn á, bao em cho mấy chị luôn ha. Rồi trắng ai lấy được comment, sắm này lên 2,5 cái nha, 2,5 cái giùm em, trắng cho mấy chị luôn nè. Rồi mẫu này cam ha, cam này cam phông dài giùm em ha, cam dài giùm em nữa mấy chị, ai lấy được comment giùm em ha, bán tặng mấy chị luôn ha. 49.000 cái nha mấy chị ơi, hàng này hàng rẻ hàng đẹp nha. Đó, trên thủ mua hàng này mấy chị mua lời lắm luôn á, thật sự không ai bán mấy chị với giá này luôn á, nhìn dễ thương lắm. Rồi mẫu này cam dài luôn nè mấy chị ơi, mặc áo giấu quần giùm em ha, cam dài giùm em ha, cam dài giùm em. À, chị coi tới giùm em đi chị ơi, bây giờ coi tới giùm em ha, em đang lai lộn xộn luôn á. Rồi cam đào ha, ai lấy được comment giùm em cam đào dài. Rồi chị nào lấy được comment giùm em cam đào dài đi mấy chị, cam đào dài giùm em ha. Cái màu này là một cái màu xanh lá ha, xanh lá, ai lấy được comment giùm, hơi xanh tây chứ, màu này là một cái màu xanh tây giùm em ha. Chị nào lấy được comment giùm em xanh tây, bán tặng mấy chị luôn ha. 49.000, hàng này hàng Quảng Châu em đang bán tặng luôn ha. Ủa sao vậy, sao vậy, sao vậy, thoát ra thoát vô giùm tôi bà, thoát ra thoát vô giùm tôi đi, ai lấy được comment giùm em đi. Coi buổi tối này mưa không không em hả. Rồi ai lấy được comment giùm em ha, xanh lá giùm em 49.000 ha, xanh 49.000, sao gì bà vậy nhau, thoát ra vô lại giùm tôi đi bà. Đang lên hàng 49.000 cho mấy chị, áo này dễ thương nha, tranh thủ ủng hộ em nhé. Hàng này rẻ quá trời luôn mấy chị, hàng này rẻ mà đẹp nữa, mấy chị tranh thủ ủng hộ em nha. Rồi một cái hồng cực kỳ dễ thương luôn ha, hồng mặc bao đẹp cho mấy chị luôn, 49 thôi nha mấy chị ơi, ai lấy được comment của em hồng 49, hàng đẹp cho mấy chị nha, hàng đẹp mua về để dành mặc chung với quần jean, quần đùi, quần gì cũng được hết nha, rất là dễ mặc giùm em. Rồi hồng giùm em, hồng 49 nha, ngay con ai lấy được. Rồi phối lon luôn nè, cái mẫu này mẫu mới nha, bán rẻ cực kỳ luôn, phối lon giùm em, hàng đẹp nha, con gấu này con gấu hiêu giùm em hết, xám gấu đi mấy chị, ai lấy được comment của em xám gấu ha, xám gấu giùm em, hàng đẹp nha mấy chị ơi. Rồi bán đậm mấy chị luôn ha, 49.000 thôi, hàng xịn sò giùm em, xám gấu cho mấy chị 49.000 từ lưa hồng me ha, tím cà gấu, ai lấy được comment giùm em tím cà gấu ha, nó phối lon cho mấy chị, mẫu phối lon mới ha, khiêu con gấu hiêu giùm em, mẫu mới. Rồi ai lấy được comment giùm em tím cà gấu nha mấy chị ơi, tím cà gấu giùm em ha, 49 cho mấy chị luôn, hàng đẹp nha, tranh thủ mua ủng hộ em nhớ, nhiều lắm. Rồi mẫu này tím ha, ai lấy được comment giùm em tím gấu, còn mẫu kia là tím cà gấu, phối lon cho mấy chị, màu này màu kia giùm em ha, có 49.000 mấy chị, rẻ lắm mấy chị mua để thành mặt ha. Rồi ai lấy được comment giùm em. Rồi xanh chuối luôn mấy chị ơi, ai lấy được comment giùm em xanh chuối luôn ha. Con gấu này là con gấu hiêu hết toàn bộ giùm em không, cái gì nhìn không, toàn bộ là hiêu hết luôn ha. Rồi ai lấy được comment giùm em là xanh chuối giùm mấy chị, xanh chuối giùm em 85.000. Ủa 49.000 nha, 49.000, hay qua lấy được lấy giùm em, xe bài giùm em với nha, xe bài giùm em. Cảm ơn mỗi ngày quên cũng lên, bây giờ lên sơ sơ lại cho mấy chị hết. Rồi cái nào lấy được comment giùm em, nhiều mẫu ha, lộn xộn giùm em. Rồi cái này cái nón luôn, có cái nón cho mấy chị tay dài luôn ha, hàng đẹp. Rồi trắng nón cho mấy chị ơi, trắng nón tay dài cho mấy chị luôn, 49.000 ha, hàng rẻ quá trời luôn, mặc vô vải bao đẹp luôn ha. Trắng nón giùm em 49.000 từ lưa hồ me tùm lum hết trơn á mấy chị ơi. Rồi cái vàng này nè, nè mấy chị nhìn không, mặc kiểu dấu quần giùm em ha, rất là dễ thương luôn. Rồi vàng này là vàng hình con bướm nha, ai lấy comment giùm em bướm vàng, giặt trước ngắn hơn giặt sau giùm em luôn, 49.000, kiểu mẫu cũng đẹp, cũng dạng xì tim cho mấy chị không mà chứ không có khó mặc nha. Rồi vàng bướm giùm em đi, ai lấy được comment giùm em vàng bướm nha. Rồi em còn cái đỏ luôn, đỏ ha, chị nào lấy được comment giùm em đỏ 49 nha mấy chơi, thiêu hết giùm em, toàn bộ thiêu hết cho mấy chị luôn ha. Rồi đỏ 49, hay qua lấy được lấy giùm em, xe bài cho em đó nha, xe bài lộn xộn cho em nha, này này đang lên lộn xộn cho mấy chị luôn rồi đó. Rồi ngay con ai lấy được lấy giùm em ha, từ lô học đến tùm lum hết trơn ha. Rồi lên mẫu dây, lên mẫu dây cho mấy chị nè. Rồi ngay con ai lấy được lấy giùm em,
chia sẻ like giùm em đó nha, tình lắm hết trơn, nhiều mẫu luôn mấy chị ơi, nhiều mẫu, mẫu nào cũng đẹp, cũng xinh hết trơn á, đậm sọng giùm em ha. Đó, tùm lum hết, chị nào muốn lên gì thì lấy ha. Rồi mẫu dây, dây này là chỉ 85.000 thôi nha, hàng này thấy cưng lắm mấy chị, hàng này bao xịn giùm em ha. Rồi nu dây giùm em luôn mấy chị ơi, satin nha, áo là satin, quần lụa hàng giùm em, nu dây, chị nào lấy được comment giùm em ha, nu dây cho mấy chị. Rồi 40-60 cao éo lên được 61-62 ha, nu dây phối chữ luôn xì nha. Rồi bán tặng mấy chị 85.000 thôi ha, 85.000, mẫu dây là 85.000, hàng đẹp nha, mua về để dành ở nhà thì cũng được, mặc dễ thương lắm mấy chị, bao sang cho mấy chị luôn ha. Xanh biển ngu xì, ai lấy được comment nhiều em xanh biển ngu xì ha, phối ngu xì cho mấy chị, mẫu dây mặc ở nhà bao em luôn, vải này vải lụa mặc bao mét cho mấy chị luôn ha, ai lấy được comment nhiều em xanh biển ngu xì 40-60 kg mặc vừa em ha. Rồi bán tặng mấy chị 85.000, hàng này đẹp nha, tranh thủ muốn thọ em với mấy chị ơi. Rồi từ từ em lên cho mấy chị ha, nó có lộn xộn mấy chị tranh thủ mua giùm em thôi, nó có lộn xộn màu này màu kia giùm em, từ lửa hột me hết trơn á. Rồi mẫu này màu đỏ giùm em luôn mấy chị, đỏ giùm em ha, 49.000, ủa đỏ 85 nè, ai đều comment giùm em đỏ 85. Xong mẫu dây này em sẽ lên 2 bộ 150 cho mấy chị lựa ha. Rồi ai đều comment giùm em vàng đỏ giùm mấy chị, đỏ giùm em ha, đỏ cho mấy chị luôn 2 bộ, ủa cái này là 85.000 một bộ, quên. Rồi ai đều comment giùm em chia sẻ hai, có xanh gu xì, nu với đỏ gu xì giùm em ha, 85.000 một bộ, 85.000 một bộ, mẫu này hơi cưng nha, hàng này đẹp luôn á, hàng này đẹp, bao xịn cho mấy chị luôn, rất là đẹp, mặc ở nhà này kia cũng được, đi vòng vòng cũng được, rất là dễ thương. Rồi một cái hồng ghen ha, mặc là ôm cái phần ngực của mình nha mấy chị. Rồi hồng ghen giùm em, mẫu này có 85.000 thôi, đẹp xỉu lên xỉu xuống luôn á, đó dễ thương lắm mấy chị, 40-60 kg mặc vừa em, vải đẹp cho mấy chị luôn ha. Rồi ai đó comment giùm em hồng, hồng này là hồng ghen, hồng ghen giùm em ha, hồng ghen cho mấy chị bán tặng ha, cái này 85.000, trời quên 2,5 cái hoài, chắc hồi bị bể nợ quá. Rồi mẫu này ha, ai đó comment giùm em đỏ ghen nha, đỏ ghen nó dạng phối cho mấy chị cũng dễ thương lắm luôn nha, dễ mặc giùm em, đỏ ghen giùm em, ai đó comment giùm em 40-60 kg mặc vừa em ha. Rồi bán tặng cho mấy chị 85.000 thôi nha mấy chị ơi, 85.000 ha, hàng này hàng đẹp, mấy chị mua để dành mặc này kia cũng bảnh hết. Rồi mẫu này vàng ghen luôn ha, vàng ghen giùm em, chị nào lấy được comment giùm em vàng ghen 85.000 một bộ, 85.000 một bộ, 40-60 dễ mặc nha mấy chị ơi, hàng này cực kỳ đẹp luôn, mặc cũng mát nữa, mặc bao em giùm em luôn ha. Rồi ai lấy được comment giùm em vàng ghen, đỏ ghen, hồng ghen luôn ha, cái mẫu hồng hơi cưng đó, mẫu hồng hôm bữa em lên bộ cũng rất là ok luôn. Rồi hồng giùm em ha, cổ yếm nè, ai thích cổ yếm thì lấy cổ yếm nha, ai thích cổ yếm thì lấy cổ yếm, tại lộn xộn gì như vậy giùm em ha, chia sẻ like giùm em được chưa, được chưa, được chưa. Rồi cổ yếm nha, em còn cái cổ yếm nè, đó thấy cưng lắm luôn nha, mặc là kiểu gì giùm em, hơi hot girl á. Rồi trắng yếm nè, ai được comment giùm em trắng yếm nha, cũng 40-60 cao ghéo lên được 61-62 giùm em luôn ha, trắng cổ yếm cho mấy chị từ lưa comment nha, ai muốn lên gì comment đi họ sẽ lên cho mấy chị nha, trắng cổ yếm, vàng cổ yếm luôn nè, nó một cái màu cho mấy chị ha, thiết kế cổ yếm mẫu mới ha, có 85.000 thì mấy chị mua mặc nhìn nó dễ thương hơn ha. Rồi trắng cổ yếm, vàng cổ yếm giùm em, rồi chị nào coi được thì lấy giùm em, mên lên áo kỹ mấy chị ơi, 2 cái tiếp tục, 2,5 cái nha, mên lên. Rồi ai mời bắt like lên coi nha, cái áo sơ mi con gấu quá cực kỳ dễ thương luôn mấy chị. Rồi mẫu này đỏ bê giùm em ha, đỏ yếm đi, ai đó comment giùm em đỏ yếm ha, thiết kế thành cái yếm cho mấy chị nha, đỏ yếm giùm em, này có 85.000 thôi, hàng đẹp, hàng giống như hàng thiết kế vậy, mấy chị mặc rất là êm giùm em ha, đỏ yếm giùm em nè, chị nào lấy được comment giùm em ha, đỏ yếm cho mấy chị, bán tặng mấy chị ha, 85.000 luôn mấy chị ơi, 85.000 giùm em ha, đó từng sòi giùm em rộn thợn nha. Rồi giờ tiếp lên cho mấy chị 2,5 bộ nha. Phải lên cái hàng này. Phải lên cái hàng này liên tục á thì mấy chị có thể mấy chị có thể lựa được 2,5 cái. Còn không lên được cái hàng này là mấy chị sẽ không có lựa được 2,5 cái. Nên sẽ liên tục lên cái hàng này liên tục cho mấy chị luôn nha. Màu đỏ có cái nơ bên hông này giùm em ha. Phía sau có dây kéo luôn mấy chị. Đỏ nơ, ai lấy được comment giùm em. Cái này là chỉ 2,5 bộ 150 giùm em ha. 2,5 bộ 150, đẹp như mấy chị ơi. Đó tranh thủ lựa nha. 1,85 ngàn, 2,5 bộ giùm em ha. Rồi 40-55-56 cao gáo lên được 58 nha. Rồi đỏ, ai lấy được comment giùm em đỏ nơ nha, đỏ nơ giùm em, mẫu này đỏ hình nơ 2,5 bộ nha, em sẽ lên cho mấy chị lựa 2,5 bộ nó dễ mặc hơn ha. Đỏ hình nơ giùm em nè, bên hông này có cái nơ cho mấy chị ha, bên hông này có cái nơ giùm em. Rồi ai lấy được comment giùm em đỏ hình nơ nha, bữa nay em không có lựa áo kiểu chị ơi, em đang lên lộn xộn giùm em ha,
40 đến 58 kg mặc vừa, áo kiểu thì mơ em mới lên chị ơi. Có quá em hỏi giờ nó hùng 49 ngàn thôi, áo kiểu thì mơ em mới lên được. Toàn mẫu này giùm em ha, đỏ ha, rồi không em người em đỏ nha. Tại lên phải sắp mới lên được nó chị, chứ không phải là muốn lên lên nó chị. Bởi vì nó hơi bị ấy, lu bu động động lắm. Rồi em cô nào để ủng hộ em ha, xe bài cho em mấy chị ơi, xe bài giùm em chứ nha. Làm sợ mấy chị, nhiều mẫu giùm em. Rồi mẫu này, sọc nâu giùm em nè. Sọc này là sọc nâu giùm em ha, dễ thương lắm, phía sau có bo nhúng mặt là ôm dáng kiểu này giùm em ha. Nó giống như là thổ cẩm như mấy chị, giống như là thổ cẩm giùm em ha. Rồi sọc nâu, chị nào lấy được comment người em sọc nâu 40 đến khoảng 58kg mặc vừa ha, cao ghéo lên được 60 giùm em. Này nó giống như là phơm thổ cẩm như mấy chị cũng dễ mặc ha. Rồi sọc nâu cho mấy chị nè, sọc nâu. Rồi mẫu này là sọc tối giùm em luôn ha, nó có lộn xộn hết, từ lưa màu ở trên, từ lưa mẫu. Phía sau bo nhúng nè, dây ha, dây này cũng dễ mặc, ai thích màu nào lấy màu đó ha. Sọc nâu, hai bộ có 150 nha mấy chị ơi, cực kỳ rẻ luôn nha, hàng này bao êm cho mấy chị luôn á. Rồi sọc nâu giùm em nè, chị nào lấy được comment giùm em sọc nâu ha, hai bộ 150 giùm em, từ lưa hồng men nha, từ từ em lên thêm cho mấy chị. Rồi mẫu này giùm em sọc vàng luôn ha. Trời hú hồn hú hồn. Rồi mẫu này giùm em sọc vàng luôn ha, sọc vàng giùm em đó, bo giùm em, bo nhúng lại nha, ôm dáng giùm em nha mấy chị ơi. Rồi sọc vàng giùm em nè, chị nào lấy được comment giùm em sọc vàng ha, hai bộ 150 nha mấy chị ơi, hai bộ 150 đang lên hàng, hai bộ 150 cho mấy chị lựa nha. Rồi ấy được comment giùm em sọc vàng cho mấy chị nè, sọc nâu, sọc sọc tối với là một cái sọc nâu nha, sọc tối với sọc nâu làm sọc rưỡi cho mấy chị ha, hai cái 150 kẻ ha mấy chị ơi, dễ mặc ha, hàng này dễ mặc. Em chỉ còn có một ít gì hà, em chỉ còn có một ít gì nữa hà, là hết hết, em còn có một ít hà. Rồi con gấu luôn, gấu vàng, gấu hầm, gấu xanh, gấu đủ thứ gấu luôn nè. Cứ hà hả. Rồi chị nào lấy được cái nào cứ ủng hộ em nha, xe bài giùm em với mấy chứ ơi. Rồi một cái này là một cái màu kem ha, màu kem hình con gấu dạng cổ vét cho mấy chị nè, cực kỳ xinh luôn ha. Bên hông là mấy chị nhìn thấy không, phối kiểu cho mấy chị nè, cái này hai tầng giùm em ha. Rồi mẫu này kem hình con gấu nha, kem gấu thiết kế cổ vét cho mấy chị ha, mặc lên không dáng đẹp nha. Rồi cam gấu, ai lấy được comment phải lên cái quần nữa mới biết được cái form, không thôi lên cái áo cho nó nhanh. 40 đến 58, 60 giùm em ha, ai lấy được comment giùm em cam hình con gấu nha mấy chị ơi. Lộn xộn chị nào coi ngay con nào lấy nha, cái này cũng bán rẻ lắm luôn à, hai cái có 150, hai bộ 150, hai bộ bất kỳ được rồi, thoải mái luôn, được rồi, là máy rất là êm luôn. Rồi mẫu này mẫu hồng giùm em luôn rồi mấy chị, hồng hình con gấu luôn ha, thiết kế cổ vét cho mấy chị. Rồi gấu hồng, chị nào lấy được comment giùm em gấu hồng cho mấy chị, hai cái 150, lộn xộn giùm em ha, 40 đến khoảng 60 kg mặc vừa nha mấy chị ơi. Đó, hình con gấu, thiết kế hình con gấu trúc cho mấy chị nè, cũng dễ mặc lắm luôn ạ. Rồi ai lấy được comment giùm em gấu hồng cho mấy chị, gấu hồng giùm em ha, lộn xộn cho mấy chị nha, chị nào coi được lấy giùm em gấu hồng, từ lưu hồng men nha, từ lưu hồng men, cái này là lên bất kỳ đúng không vậy, cái này là lên bất kỳ giùm em ha. Đó, nghe cô ai thì lấy. Xanh đậu hình con gấu luôn ha, ai lấy được comment giùm em xanh đậu hình con gấu, hai bộ 150 này chắc có thể là em sẽ lên liên tục cho mấy chị nha, mấy chị mới có thể biết dễ dễ mua, còn kiểu em lên một bộ thì mấy chị hơi khó mua nha. Rồi ai lấy được comment giùm em xanh này là xanh đậu hình con gấu nha, xanh đậu hình con gấu, xanh biển hình con gấu luôn nè, lấy cái áo ha, cái này cùng có một phơm ha, 40 đến 60, cao ghéo lên được khoảng 61-62 ha. Xanh biển hình con gấu luôn, xanh biển hình con gấu, mẫu dễ thương ha, hai bộ 150 mấy chị. Rồi hàng này bình thường bán 85.000 bộ không á, giờ bán tặng cho mấy chị hai bộ có 150 luôn á, là cực kỳ rẻ luôn rồi đó. Rồi cái gu nào lấy được comment giùm em ha, chia sẻ like giùm em có mấy chơi, chia sẻ like cho em nhé ha, chia sẻ like. Rồi lên cái mấy mẫu này còn được mất như hàng, còn được mất thì chứ cũng không có còn nhiều nữa, tại cái này chủ yếu bán tặng nhiều hơn á. Rồi một cái màu kem, kem này đơn giản nha, kem này đơn giản. Bên hông này nó có nơ cho mấy chị nè, đơn giản kiểu vậy thôi. Cổ này là cái cổ tròn tròn mà bên hông có nơ ha. Rồi kem nha mấy chị ơi, ấy được comment giùm em kem nơ ha, kem nơ lộn xộn cho mấy chị ha. Kem nơ giùm em 40 đến 58 kg mặc vừa, quần chín tóc hết nha, kem nơ cho mấy chị. Kem là cái nơ bên cái cổ nè, kem nơ cổ. Sao? Thôi cam bông nơ đi ha, ai đó comment giùm em cam bông nơ đi cho em dễ kiếm nha. Rồi một cái vàng luôn nè, vàng bông nơ, bên hông này có cái bông giùm em ha, vàng bông nơ cho mấy chị, hai cái 150 cho mấy chị ơi, hàng đẹp nha. Cái này em đang lên cho mấy chị luôn, hai cái 150 cho mấy chị dễ,
giải mua mấy chị xong sau đó là em sẽ lên lộn xộn nha, có xét kiểu thì kia cho mấy chị nữa. Vàng giùm em luôn, vàng giùm em, mẫu này mẫu hồng cho mấy chị luôn ha, hồng nơ kiểu luôn đó, có cái nơ bên hồng này ha, rồi hồng nơ kiểu giùm em, chị nào lấy được comment giùm em. 2 cái 150 nha mấy chị ơi, giải mặt giùm em ha, hồng nơ kiểu 2 cái 150, toàn nghe cô nào lấy được comment giùm em ha. Sống này quá qua áo thun cho mấy chị rồi qua xét cho mấy chị ha, qua áo thun rồi sẽ qua xét cho mấy chị lộn xộn mẫu này mẫu kia ha. Comment giùm em đó, từ luôn comment hết trơn á, còn một ít gì hàng hổ thì em đang lên cho mấy chị cho hết luôn á, cái mẫu này chị em lên cho hết luôn á, để qua 2 cái 150 cho mấy chị luôn á. Rồi mẫu này giùm em đi mấy chị ơi, cam giùm chị ha, em comment cho chị xin cái giá luôn ha, hướng như comment cho chị xin là cam. Ờ, cam đi khỏi 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 comment xin cái giá, tại vì 2 bộ 150 nha, bộ 85.000 giùm chị nha, nếu mà em lựa không được 2 bộ 85.000 ha. Rồi cam thì chị chốt cho em cái cam này ha. Rồi chị nào lấy được comment. Cái áo này kiểu Barbie doll giùm em nha mấy chị ơi. Phía dưới này là nó có hai cái viền giùm em luôn ha. Viền bèo cho mấy chị nè. Rồi ai lấy được comment giùm em ha. Đỏ, đỏ giùm em, đỏ, xếp đỏ ha, xếp đỏ giùm em. Cái áo là kiểu Barbie doll cái quần màu đen, 40 đến 60 cao ghéo thì được 61, 62 ha. Đỏ giùm em 2 cái 150 nha mấy chị ơi, 2 cái 150, 1 cái 85 giùm em ha. Tại em bán chủ yếu số lượng cho mấy chị không luôn á. Rồi cái áo này lấy ra mặc áo kiểu này kia rất là sang luôn ha. Đơn giản kiểu này có cái nơ dưới này ha. Rồi hồng nơ đi mấy chị, hồng nơ nha, hồng nơ. Vải cái áo cực kỳ đẹp luôn. Cái này mấy chị lấy cái áo ra mấy chị mặc lẻ vẫn được luôn ha. Cái quần là một cái màu sạch cho mấy chị về. 40 đến 60 kg mặc vừa. Ai lấy được comment giùm em ha. Hồng giùm em luôn mấy chị. Chị nào lấy được comment giùm em hồng ha. Hồng giùm em. Hồng, hồng, hồng ha. Mẫu này là mẫu cam. Cam nơ eo, hồng nơ eo ha, vải cực kỳ đẹp, kaki mềm giùm em, hàng xịn sò lắm luôn ha. Rồi cam nơ eo giùm em, đó chị nào coi được cái nào lấy ha, cứ thích cái nào thì lấy giùm em, tại vì cái này lên cho mấy chị dễ lựa quá trời luôn á, mà giá cũng mềm nữa mấy chị, bao cho mấy chị không bao giờ mấy chị mua lỗi luôn á. Rồi ai được comment giùm em, chia sẻ like cho em ha, cái set đỏ cũng đẹp cũng dễ thương mấy chị, nó cũng dạng thì tay thì tay. Rồi như cô nào lấy được cũng em 2 bộ 150 nha, em lên cho mấy chị hết nãy rồi, để mấy chị lựa 2 bộ 150 cho nó dễ nha. Rồi xong sau đó em sẽ lên chéo 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 nha, sẽ lên chéo 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 nha. Rồi mẫu xanh dây nè, xanh dây đẹp nha, dây này dây cánh tiên giùm em nha, phía sau có dây kéo 55 56, cao áo là được 58 giùm em. Đây có cái nơ cho mấy chị, hàng đẹp lắm luôn nha. Rồi ai được comment giùm em xanh dây cho mấy chị, kiểu dây cánh tiên ha, ôm dáng phía sau có dây kéo cho mấy chị luôn. Rồi xanh dây giùm em 40 đến 58, quần chín tấc toàn bộ giùm em ha, phía sau có dây kéo luôn, hàng này êm mà mua lời lắm luôn á, hàng này mấy chị mua cực kỳ lời luôn. Rồi ai đó được comment giùm em lên cho mấy chị một cái đỏ, đỏ này đỏ trơn ha, phơm trơn toàn bộ giùm em, đơn giản, ai thích đơn giản thì lấy cái này ha. Rồi đỏ, ai đó được comment giùm em đỏ trơn đi ha mấy chị ơi, đỏ trơn giùm em ha, 40 đến 60 kg mặc được, cao ghéo lên được 61 62, đỏ này là dạng khối hoa nhí cho mấy chị ha, lộn xộn có cái này cái kia giùm em ha. Chị sẽ là chấm bài cho em nha mấy chị ơi, chị sẽ là cho em với nha, cái này em bán tặng cho mấy chị luôn rồi đó. Rồi mẫu kem, mẫu kem giùm em ha, cái này chất đuổi phía dưới có 2 thiêu giùm em ha, toàn bộ thiêu hết cho mấy chị luôn đó, ai đó comment giùm em đuổi đi mấy chị, đuổi giùm em bầu đuổi ha, bầu đuổi cũng 2 cái 150 luôn. Bình thường bầu đuổi này toàn là 100 101 không á, cái này khoảng 60 kg vừa giùm em ha, ai đó comment giùm em đuổi đó, mua cái đuổi này mua cho mẹ mình mặc cũng vừa luôn ha, rất là sang luôn. Cái này là chỉ có 2 cái 150 luôn, đuổi là cho nó chung với cái hàng, nhưng mà em vẫn bán giá này cho mấy chị luôn mấy chị, thì mấy chị mua mấy chị ngồi luôn luôn á. Rồi ấy được comment giùm em đỏ nha, đỏ giùm em luôn, chia sẻ ra giùm em cũng thấy chơi, chia sẻ 2 cánh bài cho em có tương tác nha, mình đem hết. Rồi bộ đuổi giùm em ha, chị Hai Hướng Dương, con này tới 60 kg rồi đó nha chị Hai Hướng Dương ơi, cái bộ này tới 60 kg rồi đó nha, mua cho mẹ mình này kia cũng được nha, em sợ chị mặc hơi đứng tuổi á. Rồi mỗi này giùm em luôn, hàng đẹp quá mấy chị ơi, một cái đỏ ha, ôi cái đỏ kiểu, ơi cái đỏ này hồi sáng không lên hay gì á, ngay trên vai này nè mấy chị, trên vai này nó kiểu kiểu như thế này giùm em luôn ha, nè mấy chị nhìn không, hàng đẹp giùm em ha, đó trên vai này có kiểu có nơ luôn nè. Rồi ai lấy được comment giùm em đỏ nơ vai ha, đỏ nơ vai giùm em có tay con cho mấy chị luôn, đỏ nơ vai 2 cái 150, 1 cái 85 nha, 40 đến 60, cao gáo lên được 61 62 giùm em, dạng hoa nhí cho mấy chị, đầu này là đầu chín tóc hết giùm em ha. Rồi ai lấy được comment giùm em đỏ nha mấy chị, đỏ hoa nhí giùm em ha, đỏ hoa nhí cho mấy chị, lộn xộn cho mấy chị ha, đỏ hoa nhí. Còn thôi comment giùm em là đỏ nơ vai cũng được đó, thích cái nào comment cái đó giùm em. Rồi bi giùm em bi hồng luôn ha, ai lấy được comment giùm em bi hồng luôn, 2 cái 150, phía sau bo dáng hoặc ôm dáng rồi giùm em ha,
40 đến 60 ký mặt quần em, bi hồng bán tặng mấy chị 80 nha, hai cái trăm rưỡi luôn. Bi hồng hai cái trăm rưỡi. Lộn xộn như mấy chị ơi, lộn xộn giùm em đi ha. Rồi cái đỏ này, cái đỏ hồi chiều này đang sale rồi mấy chị, 65.000 luôn ha. Đỏ 65 giùm em, kiểu kiểu như thế này bo eo lại ha. Rồi đỏ, đỏ kiểu ha, đỏ kiểu 85.000. Ủa 65, 65. Ai lấy được comment giùm em ha. Đỏ kiểu 65, 40 đến 60 ký mặc vừa ha. Quần này quần dài giùm em ha. Đỏ kiểu 65, quần này là quần dài cho mấy chị. Đó, ngay quần nào đấy ha. Cái này em bán rẻ mấy chị. Nhiều lắm, nhiều từ lưu hết trơn á. Lên cho mấy chị hết hàng ngày có đi. Lên cho mấy chị hết hàng ngày rồi qua lộn xộn nha. À, xanh bao nhiêu ký vừa? Xanh lớn là khoảng 40 đến 58 rồi chị. 40 đến 58 giùm em ha. Hôm bữa mặc vừa ha. Rồi mẫu này tím giùm em nè. Tím, cái này 55, 56 ký mặc vừa ha. Tím, ai lấy được comment giùm em tím. Dễ thương quá chị ơi, hàng đẹp quá. Rồi tím, ai lấy được comment giùm em. 40 đến khoảng 55, 56. Cao gáo là được 58 giùm em ha. Tím, ai lấy được comment giùm em tím. Xong, hai bộ trăm rưỡi nha. Hai bộ trăm rưỡi, xịn sợi luôn á. Cái cargo đỏ như hồi nãy mình có lên rồi nè, nhưng mà bây giờ em lên chung một cây luôn cho mấy chị dễ lựa, hai bộ trăm rưỡi ha, chứ không thôi để nó khó lên lắm luôn á. Hơi rộng, trời ơi, vậy mà hơi rộng nữa hả, em còn sợ chọc nữa đó. Rồi mẫu này cargo đỏ ha, ai lấy được comment nhiều em cargo đỏ, dễ thương quá. Có dây rút ở giữa giùm em luôn ha, tay phòng cho mấy chị luôn. Rồi cargo đỏ, rồi hai bộ trăm rưỡi, 40 đến 60 ký mặc vừa. Đó, hàng đẹp đẹp không mà bán hai bộ trăm rưỡi. Bình thường mấy cái này là bán 85.000 một bộ, không như mấy chị này là bán tặng cho mấy chị hết luôn á. Rồi chị nào coi được lấy giùm em ha. Xe bài cho em với mấy chớ, xe bài giùm em. Xanh đen dây luôn ha, xanh đen dây 55, 56, cao gáo lên được 58 giùm em ha. Xanh đen dây giùm em. Xanh đen này là đen dây cánh tiên cho mấy chị, 40 đến 58 năm 58 60 giùm em ha. Xanh đen dây, cái nào lấy được thằng em giùm em. 85 hai bộ trăm rưỡi nha. Rồi quen 85.000 bộ mà cứ gặp 85.000 bộ không. Cứ quên hoài. Rồi ai lấy được thằng em giùm em. Xe bài chấm mài cho em nha chứ, xe bài chấm mài giùm em ha. Rồi mẫu này giùm em luôn. Đó, lên cho mấy chị, cho mấy chị cái này mấy chị giải lụa nè. Lên cho mấy chị cái này cho mấy chị giải lụa ha. Đó. Nguyên một cây luôn mấy chị giải lụa. Rồi mẫu này đỏ bèo nè, đỏ bèo giùm em ha. Có cái nơ cổ tiên, có nơ chạy dọc bèo xuống nha. Đỏ bèo tay con cho mấy chị ha. Chị nào lấy được comment. Ở dưới có hình con chuột Mickey giùm em. Cái này chắc chị mặc vừa chưa? Cái này khoảng 58 60 nè. 58 60 cái quần nó hơi gọng gọng giùm em, quần chính tóc nè. Rồi ai lấy được comment giùm em ha. 58 ký. Rồi ai lấy được comment giùm em đỏ nha mấy chị. Đỏ bèo giùm em ha. Đỏ bèo. Rồi em còn đỏ đô bèo luôn ha. Đỏ đô bèo cho mấy chị. Nó nhiều màu nha. Mẫu này nó nhiều màu giùm em. Đỏ đô bèo, ai lấy được comment giùm em ha. Đỏ đô bèo cho mấy chị. Cái phân này là khoảng 58 nha, 58 ký mặc vừa. 58 cao gáo lên được 60 á mấy chị. Quần chín tóc giùm em hết luôn. Rồi ai lấy được comment giùm em ha. Đỏ đô bèo. Mua ai lấy nha. Từ đưa hết mấy chị. Nó ngay luôn mình thì mình lấy ha. Cái này cũng rẻ, từ từ họ lên cho mấy chị hết thêm nữa ha. Họ lên cho mấy chị lên thêm nữa. Rồi mẫu này giùm em luôn mấy chị. Mẫu này giùm em. Mẫu này là một cái đỏ hình giùm em luôn ha. Đỏ hình mặt trăng cho mấy chị ha. Hình mặt trăng, hình cái này, hình cái kia giùm em. Rồi đỏ hình cho mấy chị nè. Ai lấy được comment giùm em. Đỏ hình. Nó cũng y chang như mẫu đó mấy chị, có điều nó khác cái hình thôi. Mẫu này khoảng 55 kg mặc vừa ha. Ai lấy được comment giùm em đỏ hình. 55 kg, hai bộ trăm rưỡi nha bà con. Hai bộ trăm rưỡi nha. Quá rẻ luôn. Hàng này thật sự rất là rẻ. Mấy chị mua để dành mặt là bao lời luôn. Rồi đỏ, ai lấy được comment giùm em đỏ hình luôn ha. Đỏ hình giùm em. Rồi lên cho mấy chị vô. Sao cái này là mẫu này không biết nữa. Rồi em còn bộ này luôn ha. Em còn mấy bộ nữa là em qua hai cái trăm rưỡi mấy chị. Còn mấy bộ nữa là qua hai cái trăm rưỡi giùm em ha. Rồi mẫu này giùm em luôn. Rồi ai lấy được comment giùm em ha. Cam giùm em, ít có nổi luôn á. Cam bèo ha, ai lấy được comment giùm em cam bèo. Đó, mấy mẫu này mặc ở nhà này kia cũng thoải mái mấy chị. 58 ký vừa giùm em ha. Cao gáo lên được 60. Rồi cam bèo giùm em nè. Cái này là đó ha. Cam bèo. Rồi đỏ bèo chuột luôn ha. Đỏ bèo chuột giùm em. Đó, có bèo, có hình con chuột luôn ha. Đỏ bèo chuột, chị nào lấy được comment giùm em ha. Chia sẻ like cho em với mấy chị. Chia sẻ like, chấm bài cho em có tương tác đấy ha. 40 đến 58 ký mặc vừa em. Đỏ bèo chuột cho mấy chị luôn. Đó, chị nào lấy được thấy giùm em ha. Xe bài giùm em với mấy chị ơi. Xe bài chấm bài giùm em ha. Lộn xộn với mấy chị. Rồi đỏ bèo chuột luôn. Đỏ bèo chuột. Em cũng còn ít cái. Rồi ai lấy được comment ha. Cũng còn mấy cái mẫu đó luôn mấy chị. Chia sẻ like cho em ha. Rồi hay gu này. Lên áo nè. Lên áo 49.000 cái nè. Lên áo lộn xộn giùm em ha. Áo mà chưa có lên, mà lên giờ lên cho chị nào mà chưa kịp coi á thì lên ha.
Rồi mẫu này giùm em. À màu vàng con bướm hồi nãy lên nữa. Rồi vàng bướm giùm em, phông rộng ha, phông rộng cái quần chị nào lấy được lấy giùm em ha. Rồi vàng bướm giùm mấy chị. 49.000 cái nha mấy chứ ơi. 49.000 cái. Giải mặt ha, cái này trắng nó nãy lên rồi ha. Cái nào nãy lên rồi hạn chế lên nha. Em qua tiếp tiếp cho mấy chị ha. Tranh thủ bộ giùm em nha. Rồi vàng nó giùm em nè. Tùy luôn ha. Còn được có ít cây ha, còn được ít cây ha. Rồi mẫu này trắng phông dài cưng quá mấy chị ơi. Trắng giùm em ha. Nè phông dài dấu quần giống như một cái đầm giùm em ha. Phía trước có hình. Rồi trắng hình giùm em ha. Hàng Quảng Châu, hàng bao đẹp luôn ha. Rồi 49.000 cái bán tặng luôn á. Rồi ai được comment thì em trắng hình. Trắng dài cũng được. Trắng dài 49.000 ha. Trắng dài 49.000. Hàng đẹp quá mấy chị ơi. Xịn sò giùm em có 49.000 hả trời. Rồi hồng luôn ha. Hồng phông dài dấu quần hoặc là mặt đầm. Đầm kiểu mặt đầm người xong sau đó mặc cái quần sọt bên trong của mấy chị. Rồi ai được comment giùm em. Mẫu này là mẫu hồng luôn ha. Hồng dài giùm em 49 nha mấy chị. Lộn xộn hết nha. Cái này rẻ. Rồi hồng, hồng 49 giùm em. Từ lưa hồng tài lan nha bà con. Chia sẻ like giùm em đó ha. Chia sẻ like chấm bài giùm em nhé. Từ từ em lên cho mấy chị thêm ha. Có đồ bộ, có này, có kia đủ thứ hết cho mấy chị luôn. Rồi mẫu này cam ha, phơm này phơm dấu quần nha. Rồi ai được comment giùm em cam nha mấy chị. Cam ha, cam này cam thỏ giùm em luôn. Cam thỏ có 49.000 hàng đẻ ghê á. Mấy chị nhìn không, hàng là mấy chị nhìn biết hàng đẹp hay hàng cao đó. Hàng rất là êm ha. Rồi mẫu này mẫu vẹt trắng gấu giùm em ha. Con gấu khiêu vô cho mấy chị, có lông lông mặt êm nha. À, nó mềm mềm luôn á. Rồi ai được comment giùm em cam nha mấy chị. Trắng giùm em ha, trắng hình con gấu. Rồi đen, đen này mặc lên đẹp nha. Đen, ai được comment đen. Đen viền vàng mặc lên sáng nha. Rồi chị nào lấy được em. Cái này có 49.000 thôi mấy chị. Cái này có 49.000 hàng đẻ hàng đẹp nha. Tranh thủ lựa đơn giùm em ha. Ai có đơn tranh thủ lựa đơn thêm giùm em biết chưa. Rồi em được comment em trắng. Đen ha, đen cho mấy chị. Từ lựa hết. Rồi có màu kem, màu hồng. Màu hồng hình con gấu nè. Em hay bị phân biệt không biết màu này kêu màu gì. Con gấu hiêu luôn ha. Rồi hồng gấu giùm em, ai đó comment giùm em. Chị nào coi không kịp comment lại nha. Chị nào coi không được thì comment lại giùm em. Để em biết được luôn nha chị. Trong hồi là em sẽ qua cho em đi ly luôn luôn á. Rồi mẫu này giùm em. Mẫu này là một cái hồng chữ cho mấy chị ha. Phơm cũng vừa vừa dạng phơm rộng á chị. Em thấy giờ phơm này người ta mặc nhiều nè. Rồi ai đó comment giùm em ha. Trắng gấu giùm em. Nửa comment cho tôi xin giá nha bà Phan Hương Dương ơi. Trắng gấu giùm em. Nửa comment cho tôi xin cái giá luôn ha. Để không thôi chốt lên nhầm á bà ơi. Chất đơn nhầm ở trong luôn á. Rồi 49.000 nha. Hàng này hàng Quảng Châu bao êm luôn mấy chị. Hàng tặng bán rẻ cho mấy chị. Này là bán lấy tương tác chứ bình thường bán bên ngoài là chắc cũng khoảng 65.000 á. Rồi như thế này để được sợ em nha. Giá rẻ đều nhiều luôn. Giá này là giá rẻ đều nhiều luôn nha. 49.000 rẻ ghê luôn mấy chị. Hàng đẹp. Rồi một cái hồng gấu giùm em nè. Trời ơi cưng xỉu xỉu luôn. Con gấu hiu hết giùm em luôn ha. Rồi hồng gấu luôn mấy chị ơi. Chị nào lấy được comment giùm em hồng gấu ha. 49.000 thôi. Hàng này bán tặng nha. Đang bán tặng cho mấy chị nha. Rồi ai lấy được comment giùm em hồng gấu cho mấy chị luôn. Rồi trắng hoa cúc ha. Hoa cúc hiu giùm em. Ngay đây có dây rút lại cho mấy chị nè. Nó bo bo cái eo lại giùm em ha. Rồi trắng cúc ai lấy được comment. Cái này 65kg mặc được luôn nha. Cái này 65kg mặc được dễ mặc lắm. Rồi trắng cúc giùm em. Ai lấy được comment giùm em. Trắng cúc cho mấy chị ha. Trắng cúc giùm em. Hồng cúc cho mấy chị luôn nè mấy chị. Hồng cúc cho mấy chị luôn nha. Hàng đẹp xịn sò giùm em ha. Bao êm. Hàng này toàn là hàng Quảng Châu. Rất là đẹp luôn nha. Rồi hồng cúc giùm em. Hồng cúc. Mẫu này là mẫu xanh chuối luôn ha. Xanh chuối. Ai thích xanh chuối thì đấy nha. Xanh mạ, nhầm người kêu xanh mạ, nhầm người kêu xanh trúc, em cũng không biết. Qua cúc hiêu hết nha, mấy mẫu này toàn bộ hiêu hết giùm em luôn. Rồi hồng, xanh, xanh, vàng, hồng cúc giùm em 49.000 luôn. Đó, dễ dơ luôn mấy bà ơi, thiệt sự cái hàng này không mua lũ lắm luôn á. Cực kỳ ổn luôn, hàng này rẻ có 49.000, rẻ mặt quá trời luôn. Rồi trắng nha. Này trắng hai mẫu mới nha mấy chị ơi, nó kèm theo một cái áo lót bên trong giùm em. Nhưng mà mới may luôn chứ không phải xét dời ha, nên mấy chị rất là tiện luôn. Rồi trắng ai đó comment giùm em trắng hai ha, trắng hai giùm em. Cam hai, cái mẫu này thấy cưng quá, nhìn dễ thương ha. Kiểu kiểu cho mấy chị như thế này, nhìn cute lắm luôn á. Rồi cam hai giùm em có 49.000 thôi nha, rẻ chưa? Cực kỳ rẻ luôn rồi đó. Cam hai cho mấy chị, hồng hai luôn ha. Nhiều mẫu giùm em lộn xộn hết. Rồi hồng hai nè, đó nguyên một cái set. Nhưng mà set này nó mai vô cho mấy chị luôn nên mấy chị không có sợ ấy. Rồi ai được comment giùm em hồng hai ha. Hồng hai giùm em. Rồi có một cái trắng nè, trắng hai nhưng mà trắng này. Trắng này là trắng chữ màu xanh dương ha. Rồi trắng hai kiểu đi mấy chị, mà chữ màu xanh dương giùm em ha. Trắng hai kiểu, ai lấy được comment giùm em 49.000 hết luôn. Rồi chị nào coi được lấy giùm em ha. Trắng hai kiểu cho mấy chị. Lộn xộn giùm em ha. Trắng hai kiểu giùm em.
con 9.000 luôn. Còn đây là ngay nha. Ngay con ai thì cứ lấy nha mấy chị ơi. Cái này rẻ, chị mua để dành mặt ha. Mặt phối chung với đồ gì nó cũng được hết trơn nên rất là tiện cho mấy chị luôn. Cực kỳ êm mà em luôn ha. Và áo này là phần giùm em. Nên cái này lên rồi phải không? Em còn cái hầm gấu này nè, các bạn nào lấy không? Cái hầm gấu này rất chung quá, không ai lấy được trời. Trời, hầm gấu nè, hình con gấu nè, bao đẹp luôn ha. Hầm gấu có chị nào lấy không? Ngưng ủng hộ em nha. Hầm gấu, con gấu thiêu vô cho mấy chị luôn ha. Rồi hầm gấu, 49 luôn nha mấy chị ơi. Trời ơi, bán hàng Quảng Châu rồi bán rẻ lên luôn á. Rồi em con nào lấy ủng hộ em ha. Xe bài cho em với mấy chị. Xe bài chấm bài nha em ha. Rộm sợm với mấy chị. Mấy mẫu lon nè. Ủa đâu rồi, mấy mẫu lon hồi nãy đâu rồi? Đỏ. Mấy mẫu lon hồi nãy á, cái cưng á, có bạn nào lấy không? Đây là cái bè con, cái mẫu lon này nữa này vừa quen luôn. Mẫu lon cực kỳ đẹp luôn. Ủa cái mẫu lon hồi nãy quăng đâu rồi ta? Mẫu lon cái cưng lắm luôn á, đẹp, nhìn dễ thương. Mẫu dạng phối lon lon á, con gấu phối lon, con gấu phối lon là mẫu mới luôn mấy chị. Con gấu phối lon á là cái mẫu mới luôn á, chị nào coi được lấy nha. Mẫu này là mẫu tim bây giờ á. Rồi lên cho mấy chị ha, lên cho mấy chị quán này nữa, quán áo 49.000 ha. Nè, phối lon cho mấy chị con gấu nè, cái lông nó nè mấy chị nhìn không, nó mềm mứt không. Rồi ấy được comment giùm em xám gấu ha, xám gấu giùm em. Xám gấu dạng phối lon nha mấy chị ơi, xám lon cũng được nữa. Ấy được comment giùm em xám lon ha. Tím cà lon giùm em, tím lon ha, tím lon cam đi. Ai lấy được comment giùm em tím lon cam ha. Tím non kem 49.000 hàng phối lon luôn. Hàng này hàng Quảng Châu chứ không phải hàng cô tông hay là hàng thường như chơi như chị ơi, hàng này bao em luôn nha. Rồi mẫu này. Tím này là tím tối ha. Ai lấy comment giùm em tím tối đi mấy chị, tím tối giùm em ha. Tím mực cũng được. Mẫu này comment giùm em tím mực đại đi mấy chị. Rồi ai lấy comment giùm em xanh phối lon luôn nè. Rồi cái màu xanh này đẹp nha, lên form cực kỳ đẹp luôn. Rồi xanh lon ha. Ai lấy comment giùm em xanh lon thấy cưng lắm. Màu này lên đẹp. Có màu xanh chuối, màu xanh biển cho mấy chị ha. Xanh lon giùm em 49.000 ha, 49.000 rẻ luôn nha mấy chị ơi. Rồi xanh lon. Rồi mẫu này mẫu hồng giùm em nè, hàng đẹp ha. Rồi hồng, ấy được comment giùm em hồng kiểu luôn ha. Đó, kiểu này thiêu hết giùm em luôn, bao đẹp cho mấy chị luôn ha. Xịn sò nha. Rồi ấy được comment giùm em. Lên tiếp cho mấy chị lẫn ha. Lên tiếp cho mấy chị lẫn. Lẫn rồi xong sau đó sẽ qua xét nha. Lẫn xong rồi sẽ qua xét. Lẫn này đáng tặng mấy chị 65.000 hết luôn nha. Chị nào coi được thì lấy giùm em. Chia sẻ like giùm em đó nha. Chia sẻ like chấm bài giùm em ha. 65.000. Chia sẻ like cho thêm nha mấy chị ơi. Cái này rẻ mấy chị mua để dành mặt ha. Chia sẻ like giùm em từ từ ha. Lên cho mấy chị lộn xộn hết ha. Rồi hay cô nào lấy được comment giùm em. Quần này quần lẫn bán tặng mấy chị 65.000. Áp dụng cho xe bài giùm em. Lụa hàng này là lụa hàng 100D giùm em nha mấy chị ơi, chứ không phải lụa hàng lam hàng bên ngoài nha. Mấy chị mua mấy chị cẩn thận nha. Rồi mẫu này giùm em luôn mấy chị ơi. Hồng giùm em ha. Hồng 65. Ai lấy được comment nhớ comment cho em xin cái giá luôn nha. Thôi là không có nhớ đâu nha. 40-60 cao ghéo lên được 61-62 giùm em. Rồi hồng 65 giùm em. Chị nào lấy được comment giùm em hồng 65. Coi kỹ giùm em nha mấy chị ơi. Coi kỹ giùm em nha. Rồi ai lấy được comment giùm em xanh đen luôn nè. Trời ơi xanh đen có hình con gấu cưng cưng xỉu xỉu không à. Rồi xanh đen ha. Ai lấy được comment giùm em xanh đen. Có 80-65 ngàn thôi đó trời. Bình thường bán 79 ngàn giờ bán tặng luôn á. 40-65 quần lửng mặc ở nhà này kia cho mấy chị cũng êm ha. Rồi xanh đen nè. Chị nào lấy được comment giùm em xanh đen luôn ha. Xanh đen nhanh nha mấy chị ơi. 65 ngàn nha. Quần lửng mua mặc ở nhà này kia cũng êm. Nói chung là dễ mặc lắm. Rồi nu giùm em ha. Chị nào lấy được comment giùm em nu 65.000 luôn, hình con thỏ cho mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy được comment 40-65 kg mặc được ha. Cái này cũng dễ mặc mấy chị, lên form này kia cũng dễ ha. Rồi nu, ai lấy được comment giùm em nu ha. Sắm này lên xét cho mấy chị ha. Sắm này lên xét từ lô hết trơn á, tại vì họ bây giờ nó cũng đang hỗn độn lắm luôn á, nên chị nào coi được lấy ha. Rồi mẫu này mẫu hồng hình con thỏ luôn ha, hồng thỏ giùm em. Chị nào lấy được comment giùm em hồng thỏ luôn mấy chị. 65.000 ha. Cái này là em bán tặng, bình thường bán 69.000 á. 40-60 cao ghéo lên được 65 giùm em. Ai coi không kịp comment lại nha. Em lên hơi tốc hành một xíu để lên nhiều quá. 65.000 hả. Chị nào mua không được nữa mua tới 79.000 nha. Bình thường bán mấy mẫu này 79.000 không luôn mấy chị. Rồi mẫu này giùm em. Mẫu này là một cái xanh. Xanh này xanh hình con chuột ha. Con chuột Mickey giùm em. Ai lấy được comment giùm em xanh chuột đó mấy chị. Xanh chuột giùm em ha. Lộn xộn cho mấy chị. Từ lưa giùm em ha. Chia sẻ like.
Dạ con đi rồi. Dạ con mới đi hồi chiều luôn á mà Út ơi, coi có lựa được cái nào thì lấy giùm con nha. Toàn bảo này xanh chuột luôn mà ấy đâu thầm em, người em xanh chuột. Xanh chuột thì em ha, xanh chuột 39.000. Mỗi có lựa thì lựa đi, con dòm lại cho 2 3 bữa không đi một lần. Rồi mẫu này là xanh hình con gấu luôn ha, xanh đậu gấu nè, hình con gấu trúc cho mấy chị 65.000 một bộ nha. Mua mặc ở nhà này kia cũng bao em cho mấy chị nữa. Nãy 2 bộ 150 á, mẫu có lựa được cái nào không? 2 bộ 150 rẻ á, đẹp lắm, bình thường bán hồi đó 85.000 không, bây giờ bán tặng luôn á. Xanh đậu gấu ai được comment giùm em xanh đậu ha, xanh đậu giùm em cũng được. Đây có một mẫu nè, xanh đậu giùm em, hồng thỏ rồi còn một ít nha, màu nâu xanh đậu. Rồi ai lấy được comment giùm em ha, chia sẻ like cho em với mấy chị, chia sẻ like giùm em ha. Đợi chế xíu đi Mai ơi, đợi chế xíu đi Cưng ơi. Rồi em còn vàng hình con chuột Mickey luôn ha, vàng này là vàng hình con chuột Mickey, hàng đẹp nha mấy chị ơi, tranh thủ mua lựa like ha, hàng đẹp hình xịn quá trời luôn. Rồi vàng hình con chuột ha, ấy được comment nhiều em chuột vàng hình con chuột Mickey sang lắm luôn nha, mấy mẫu này sang dễ mặc giùm em. Rồi chị nào lấy được comment giùm em ha, vàng hình con chuột 40 đến 60, cao ghéo hình được 61 62 luôn ha, 63 64 cũng được luôn nếu mà không có bụng đó. Rồi vàng chuột giùm em, chị nào lấy được comment giùm em vàng chuột, vàng hình con cừu nãy em lên ha, vàng hình con cừu nãy em lên nè. Rồi còn đâu cái áo nha, áo này 49 nè, đỏ chữ 49 giùm em ha, một cái áo khung cho mấy chị, hàng Quảng Châu dễ mặc, hàng đẹp nữa, có mặc bao nhiêu cho mấy chị, có 49 ngàn hàng dễ ghê luôn á. Rồi lên một cái này luôn, cái này một cái xanh, xanh này là xanh biển nha, xanh biển gấu luôn mấy chị, xanh này là xanh biển hình con gấu nha mấy chị, 49 thôi nha, xanh biển gấu, chị nào lấy được comment giùm em xanh biển gấu nha, lộn xộn nghe qua lấy được ủng hộ em nha, cái này em bán rẻ cho mấy chị à. Xanh này là xanh biển hình con gấu giùm em 49 luôn đi. Ủa lộn, 65 nha, 65 nên lộn 65. Rồi ấy được comment giùm em xanh biển gấu, xanh biển gấu giùm em, chia sẻ like cho em nha, chia sẻ like giùm em. Hình như em bị ẩn comment, bắt đầu em đang bị ẩn comment nè, em thấy tới ấy mất tiêu trên đó không thấy không ai. Rồi nghe cô nào lấy được ủng hộ em ha, em còn cái xanh đen nè mấy chị ơi, xanh đen giùm em ha, xanh đen em còn cái nè, xanh đen dạng phó phối như thế này giùm em ha, xanh đen chị nào lấy được comment giùm em xanh đen ha, 40 đến 60 kg của cao ghéo lên được 61 62 luôn ha. Rồi xanh đen giùm em, ai lấy được comment giùm em xanh đen ha, 85.000 luôn mấy chị, xanh đen 85.000, ủa 65.000, 65.000 xanh đen 65.000, đang bán tặng nha mấy chị ơi, đang bán tặng coi lựa được lấy giùm em ha. Rồi hello mấy chị nha, hello mấy chị, lên quần ghi ngố cho Mai cái ha, lên quần ghi ngố rồi tiếp đó lên xét cho mấy chị ha, lên quần ghi ngố cho Mai rồi lên xét, hàng quần ghi đẹp cho mấy chị ơi, không lựa lựa cho chị bán luôn, hàng ghi này nó đẹp, nói chung là ghi này mấy chị mua đi là an tâm luôn á, hàng bao em cho chị hết, cái này giá cũng mềm đó, hàng này đẹp. Ai lên thì comment ha, hồi nhảy nhảy em lên cho mấy chị, tranh thủ lượng like giùm em ha, nhanh nhanh giùm em, giá hàng đẹp lắm. Em còn cái quần jean dài ha, quần jean dài size 26 màu xám nè, chị nào lấy để mấy chị 75.000 luôn ha, bán tặng. Rồi ai được comment giùm em xám size 26 ha, lưng ngắn nhưng mà co giãn nha, lưng ngắn nhưng mà co giãn. Rồi xám 26 75.000 giùm em, chị nào lấy được comment giùm em ha, xám 26 75.000 lộn xộn hết nha. Không thấy người nào lấy được comment giùm em có satin 75k còn không, một hồi em con lên cho mợ coi được mợ lấy đi, hồi con lên cho 75 79 80 tùy theo mẫu, để hồi con lên cho. Rồi mẫu này giùm em ha, ai lấy được comment giùm em nè, luôn cao co giãn thôi mấy chị nhìn không, cái này 27 nha, ngố 27 giùm em, bán tặng 100.000 cái ha, lưng cao co giãn hết, mẫu này êm nha, bao cho mấy chị luôn, thêm có mấy chục ngàn nữa mà mấy chị mua hàng đẹp. Rồi ai lấy được comment giùm em ngố 27 ha, ngố 27 lựa kỳ kỹ giùm chị nha, đừng để qua lâu quá nha Mai ơi, qua lâu quá là chứ không có biết trường kiếm đâu nha. À 75kg hả, không dạ không, 75kg con không có, bự quá hả, không có. Rồi mẫu này giùm em đi mấy chị nè, nhìn không co giãn giùm em nè, chia sẻ like giùm em với ha. Rồi mẫu này mã 554, mã 554 giùm em ha, em còn size S với size M, sale 55.000, ủa lộn 100.000 giùm em ha, đẹp lưng cao co giãn, mặc không em không lấy tiền luôn á. 554 giùm em ha, ai lấy được comment giùm em 554, em còn size S với size M ha, chị nào lấy được comment 554 này mẫu đẹp đó, 554 em còn size S với size M ha, 554 giùm em.
Rồi chế nào lấy được thông tin dùm em. 554 còn xe ớt với xe mợ 100.000 cái nha. Hàng này hàng ngố, lưng cao co giãn cực kỳ êm dùm em luôn. Không em không lấy tiền luôn. Rồi lưng cao co giãn, phim này đơn giản hơn một xíu nha. Rồi mẫu này 163 dùm em luôn mấy chị ơi. Lấy được thông tin dùm em 163 ha. 163 em còn size ớt với size L ha. 163 em còn size ớt với size L. Chị nào lấy được comment. Sale 100.000 cái nha mấy chị ơi. Bán tặng. Bán tặng. Bán tặng. Rồi ấy được comment dùm em. 163 em còn size ớt với size L. Size ớt với size L dùm em thôi. Chia sẻ like dùm em. Cái chị lựa kỹ dùm em nha. Quay lâu quá rồi là em không có lấy lại được nha mấy chị ơi. Tại bây giờ cái mã này tùm lum hết trơn. Mấy chị thích cái nào mấy chị lấy liền dùm em nha. Còn để qua rồi là em không có nhớ thiệt luôn á. Lục lâu lắm. Còn 563 dùm em ha. Lưng cao co giãn dùm em nữa chị. 563 em còn size ớt với size M ha. 563 một cái màu xám nha. 563 còn size ớt với size M dùm em nha. Đó, chị nào coi lấy được lấy dùm em ha. Danh hữu lựa dùm em nha. Thích thì lấy dùm em nha mấy chị ơi. Đừng để qua lâu quá nha. Em quăng ra rồi là không có lượm lại nha. Tại vì tùm lum hết trơn á. Nó có cái mã mỗi cái. Nó có cái mã em kiếm lâu lắm. Rồi 563 dùm em ha. 563 dùm em. 563 rồi mã này dùm em ha. Mã này dùm em 700 dùm em nữa chị. 700 lưng cao dùm em ha. Nè mấy chị nhìn không, hàng co giãn rất là êm luôn. 700 em còn size S ML dùm em ha. 700 em còn size S ML. Tranh thủ lựa like dùm em nha. Thì trên like bán rẻ hơn cho mấy chị. Rồi ai đều comment dùm em ha. 700 em mấy chị. 700 em còn size S ML dùm em ha. 24-27 lộn xộn thích cái nào thì lấy dùm em. Tại giờ còn lộn xộn hết. Rồi mã này 704 em còn cái size ớt. Toàn bộ là lưng cao và co giãn hết. Mặt êm nha. Hàng này hàng nghiêm dùm em. Mẫu này là 704 dùm em. Em còn cái size ớt nè. 704 em còn cái size ớt nè. Lộn xộn nha. Chị nào coi được thì lấy dùm em. Cũng hết rồi mấy chị. 704 em còn size ớt. Rồi mã này dùm em ha. 563. 563 em còn size ớt với size M ha. Lưng cao co giãn dùm em hết. 563 em còn size ớt với size M dùm em. Chị nào lấy được thì em dùm em ha. 563 em còn size ớt với size M. 100.000 cái nha. Hàng này êm lắm mấy chị. Không mua đủ lắm luôn á. 563 em còn size ớt với size M. Rồi mẫu này 554 nha. 554 em còn một cái size M ha. 554 em còn size M. Đó, hàng đẹp không à. Trời ơi không mua lũ lắm. Hàng này bên ngoài shop bán như một cái quần dài á. 165 270 gì lận đó mấy chị. Tại vì hàng này hàng nghiêm, co giãn nhiều dùm em. À 615 luôn nè. Còn 615 xe ớt luôn ha. 615 xe ớt. Chị nào lấy được comment dùm em ha. 615 xe ớt. Ở chắc em lên lệnh thấy hàng mới luôn ạ. 615 xe ớt. Chị nào lấy được comment dùm em. 615 xe ớt. Từ lưa hết nha. 615 xe ớt. Rồi mã này là mã 50 luôn mấy chị ơi. Mã 50 lưng cao có hai cái dây chéo dùm em ha. 50 em còn cái xe ớt ha. Ai lấy được comment dùm em 50 xe ớt mấy chị. 50 xe ớt. Lộn xộn dùm em ha. Lộn xộn dùm em. Rồi mã này 656 nha. 656 dùm em ha. 554 xe M. 554 xe M dùm em ha. Rồi ai đều comment dùm em nè không. Bây giờ mà kiếm lại là cũng là một vấn đề. 554 xe M dùm em. Rồi ai đều comment dùm em. Chia sẻ like cho em với nha. Mã này dùm em 656 em còn xe ớt nha. Xe ớt với xe M. Nè hai bên đây nó có dọc xuống nha. 656 em còn xe ớt với xe M. Rồi ai đều comment dùm em 656 em còn xe ớt với xe M dùm em ha. Chia sẻ like cho em với mấy chị ơi. 656 em còn xe ớt với xe M. Lộn xộn dùm em ha. Chị nào lấy được comment dùm em. 656 quần này mặc êm với mấy chị ơi. Quần này mặc êm nha. Rồi em còn cái size 28 xem cho mấy chị 100.000 ha. Quần viên size 28 lưng cao co giãn dùm em. Một cái màu xám xanh dễ mặc nha. Rồi ai lấy comment dùm em. Gin 28 dùm em còn cái xe 100.000 luôn. Rồi ai lấy comment dùm em ha. Chia sẻ like cho em với nha. Thôi chính thường nguồn viên là em còn. Không em. Chị mặc size mấy thì em lấy theo size mấy không. Chị ơi em không có tư vấn ký. Em không tư vấn dùm em ha. Em bị đứng nãy giờ. Chị cũng không biết sao luôn. Rồi lưng cao dùm em co giãn luôn rồi mấy chị. Hàng đẹp của mấy chị ơi bảnh quá à. Rồi này size 20. Cái này size 27 dùm em nha. Rồi ghiên 27 dùm em. Ai lấy được comment dùm em ghiên 27 nha. Mỗi người có một số ký khác nhau. Một cái size khác nhau chị ơi. Nên chị mặc size nào em lấy theo size đó là. Chứ em không có tư vấn size. Ghiên nguồn ghiên là em sẽ không tư vấn size. Chỉ có đồ bộ mới tư vấn size thôi. Chỉ có đồ bộ mới tư vấn size thôi nè. Rồi ai lấy được comment dùm em ghiên 27 nha. Bán tặng 75.000 luôn. Ghiên 27 bán tặng 75 nha. Bình thường chị mặc size 30 thì chị lấy 3L dùm em như chị Tú. Rồi mẫu này dùm em ha. Mẫu này 26 luôn nè.
lưng cao giùm em ha, lưng cao co giãn. Rồi mẫu này chị nào lấy em để mấy chị sắm 9.000 ha. Ai lấy được comment giùm em là ghim túi 26 ha, ghim túi 26 lưng cao giùm em luôn. Rồi cái này em bán tặng cho mấy chị luôn ha. Như ta như cái này bán tặng mấy chị 69.000 ha, 69.000 giùm em. Rồi em qua lấy được lấy giùm em ha. Xong lên một cái một cái loại mới sale toàn bộ chi Chanel á. Đó lộn xộn giùm em tại cái hàng này em bán rẻ mấy chị mua lời lắm luôn á. Cái này ngố lưng cao mà co giãn nữa, 554 chị chốt cho em rồi, chị chốt cho em một cái mã 554 đi nha, 554 lộn xộn giùm em. Có 100.000 cái thôi mấy chị, hàng nghiêm hàng này em nha, bình thường bán 135.000 không á, bây giờ bán tặng luôn rồi đó. Rồi ngay cô nào em thì lấy giùm em xe bài cho em đó nha. Ngố lưng cao là em chỉ còn một ít vậy thôi, ngố lưng cao còn ít. Là một cái này mới không chạy, là một cái này mới không biết nữa. Rồi mấy cái này cái xét thì em ha, chị nào coi được chị lấy giùm em. Xét này bán cũng dễ thương, 85.000 một cái nha mấy giờ. Cái này có dây rút ở giữa nè, ai lấy được comment giùm em là hồng dây ha, có dây rút ở giữa giùm em nè. Cái này 85.000 ha, một cái xét cho mấy chị, xét hồng ha, mặt là ôm dán gì tay phòng, có dây rút ở giữa nha, dán mấy chị tới đâu mấy chị dán tới đó giùm em ha, phía sau bò nhúng. Rồi hồng dây đi mấy chị ơi, ai lấy được comment giùm em hồng dây ha, hồng dây giùm em. Lưng nè, lưng giùm em ha, giãn ra 55, 56, cao ghéo là được 58 giùm em ha. Ai lấy được comment giùm em hồng dây, mẫu dễ thương, mẫu đẹp không mà. Hồng dây giùm em, 85.000 em nha, 85.000 cho mấy chị, mẫu này mẫu dây. Mẫu này là dây kiểu, dây này dây kiểu, dây chỉnh ngực giùm em nè. Ai lấy được mẫu này comment giùm em là hồng dây ngang nha, hồng dây ngang giùm em. Mẫu này là nó buộc dây ngang cho mấy chị, ngang đường này cho mấy chị luôn nè, ôm dáng gì giùm em ha. Rồi hồng dây ngang nữa mấy chị, ai lấy được comment giùm em đó, bo lại giùm em phía sau ha. Rồi ai lấy được comment giùm em hồng dây ngang đi, em còn được một cái luôn. Rồi 40 đến khoảng 55 kg mặc vừa ha, rồi bán tặng mấy chị 85.000 luôn. Mấy này là dạng xét nè, mấy này dạng xét giùm em, lộn xộn cho mấy chị ha. Rồi chị nào lấy được comment giùm em 85.000 ha, 85.000 mấy xét này dễ nè, có 85.000 cái nè, mấy xếp này dễ mặc, 85.000 ha. Thì nào coi lấy được lấy giùm em, chia sẻ like giùm em nhé mấy chị. Này là Bisame, Bisame lên áo khỏi lên quần nha mấy chị ơi. Cái này 40-60 kg mặc vừa giùm em ha. Rồi mẫu này sọc đỏ giùm em luôn nè, sọc đỏ tay lỡ lỡ cho mấy chị ha, sọc đỏ giùm em. Đó ngay gu chị nào lấy được comment giùm em, dễ mặc lắm luôn ha. Cái này sọc đỏ, sọc đỏ này em bán tặng mấy chị luôn ha, 85.000 một cái xếp bình thường giùm em, nó dễ thương lắm. Hàng này mấy chị mặc rất là bảnh luôn nha, dễ mặc nữa. Rồi sọc này sọc cam giùm em luôn mấy chị ơi, ai được comment giùm em sọc cam dễ thương ha, sọc cam giùm em. Bán tặng 85.000 thôi nha mấy chị ơi, hàng này 85.000 giùm em ha. 40-60 cao ghéo lên được 61-62 giùm em luôn, rất là dễ mặc. Rồi sọc cam giùm em ha, sọc cam giùm em. Rồi mẫu này một cái xanh đen luôn nè, xanh đen giùm em luôn ha, xanh đen sọc 85.000 ha. Thiết kế cho mấy chị dàn sọc sọc kiểu gì ha, chị nào thích sọc nào thì lấy sọc đó nha, nó tùm lum kiểu giùm em. Rồi ai lấy được comment giùm em xanh đen sọc luôn, em còn được một cái luôn nè, chị nào lấy được lấy giùm em ha, xe bài cho em với mấy chị, xe bài giùm em biết không. Xanh đen sọc, xanh đen sọc, em còn được ít gì ha. Cái này lại chủ yếu like là hồi sáng mấy chị thôi, chưa giùm em ha, xanh đen sọc cho mấy chị. Lên xét nè, lên xét giùm em, nó có dạng xét, nó có dạng dây gì đủ hết trơn trời, nó có nhiều cái nè, chị nào coi lấy được lấy giùm em. Xanh đen dây luôn nè, xanh đen dây 85.000 ha, có dây rút ở giữa giùm em, mấy chị muốn dán mấy chị tới đâu mấy chị điều chỉnh cái dây giùm em ha. Cái này mặc nguyên một cái set kiểu được ha. Rồi xanh đen dây giùm em, cái này 55 kg đồ loại mặc vừa ha, xanh đen dây, ai lấy được comment giùm em. Nói chung là màu này nó cũng được, nó cũng không đến nổi. Xanh đen dây nè, tùm lum ha. Rồi lên cho mấy chị ha, lên lên áo khỏi lên quần ha. Cam dây màu này thấy thương quá à, 55 kg vừa ha, có dây cúc ở giữa bo bo eo lại giùm em ha. Rồi cam dây giùm em luôn, lộn xộn nhiều mèo lắm mấy chị. Cam dây giùm em, xanh đậu dây cho mấy chị luôn. Không, cái này xanh đậu này là comment giùm em là xanh đậu dây kiểu ha, xanh đậu dây ngang cũng được nữa, ôm dáng gì ha. Cái dây của nó là cái dây ngang cho mấy chị nha. Xanh đậu, xanh dây ngang, xanh dây ngang giùm em. Ai có được comment giùm em xanh dây ngang. Nó nhức đầu không, nhiều dây quá trời luôn á.
nu dây dùm em ha, nu dây này là nu dây dọc xuống nha. Rồi nu dây ấy đều comment dùm em 58 kg đồ loại một vừa em với chị, nu dây dùm em ha, nu dây xanh đậu kem với lại một cái xanh đen dùm em luôn ha, kem với xanh đen dùm em đó, tầm lắm hết trơn đó mấy chị ơi, rộng sợm nha, ngay qua ai lấy được lấy dùm em ha, tại cái này em chỉ còn một ít cho mấy chị thôi à. Hàng này hàng đẹp, mấy chị mua về mấy chị để dành mặt này kia cũng được, nói chung là hàng này dễ thương bao bẩn cho mấy chị luôn. Này phải coi tại vì hai mẫu nó khác nhau nên bây giờ phải coi cho mấy chị. Mẫu này là một cái màu vàng ha, còn cái màu vàng này thấy cưng quá, vàng dây ngang luôn mấy chị ơi, cái dây nó dây rút là dạng dây rút ngang cho mấy chị ngay cái ngực này dùm em ha. Rồi vàng dây ngang nè, ai lấy được comment dùm em, cái này là rút ngang ngay cái ngực, mình muốn cái ngực mình nhỏ như thế nào á thì mình rút dây ngang này dùm em ha. Hồi lên một cái đai mới nha, hồi lên cái đai mới, đây này bị chậm tương tác quá. Rồi mẫu này ha, vàng, ai được comment dùm em vàng dây ngang ha, có dây ngang cho mấy chị luôn. Đó, chị nào coi lấy được lấy dùm em, 40-58 kg mặc được nha mấy chị ơi, 40-58 kg mặc được. Rồi vàng dây ngang dùm em, chị nào lấy được comment dùm em vàng dây ngang ha. Mẫu này là vàng, vàng dây bình thường, dây là dây chạy dọc xuống dùm em. Rồi mẫu này, vàng dây ha, vàng dây, dây này chạy dọc xuống cho mấy chị ha, tay cũng bồng bồng cho mấy chị luôn á, 40-55 kg mặc được. Con quần này em thích cái quần này, mặc dễ thương lắm luôn á. Rồi vàng dây giùm em ha, bán tặng mấy chị 85.000 luôn ha, 85.000. Lộn xộn đi mấy chị ơi, coi được nào lấy được ủng hộ em nha. Vàng dây cho mấy chị nhiều mẫu nhiều màu giùm em ha, từ luôn nghe mẫu hết trơn. Rồi cái đỏ luôn nè, đỏ này cũng hai kiểu ha, nói nào tưởng kiểu xong bây giờ sao gối não. Rồi mẫu này ha, đỏ giùm em, đỏ này đỏ dây ha, dây của nó dây dọc ép xuống giùm em ha, kéo út cho mấy chị. Rồi đỏ dây giùm em ha, cho em coi lại sọc kem, đợi chị cái nha, đợi chị cái, 40-55 kg mặc được giùm em ha, chị nào lấy được comment giùm em. Mẫu này là mẫu đỏ dây giùm em ha, đỏ dây giùm em. Rồi mẫu này đỏ dây ngang, sao cái này lu bu gì không biết nữa, đỏ dây rồi đỏ dây ngang tùm lum hết trơn á. Cái này đỏ dây ngang ha, chị nào coi được lấy giùm em, dây nó dây rút ngang á mấy chị, giúp cho cái ngực mình gọn vô á. Rồi đỏ dây ngang giùm em, dây nó ngang đây giùm em ha, nó rút chiều ngang á. Rồi đỏ dây ngang nè, ai được comment giùm em 40-58 kg mặc quần em ha, quần cho mấy chị, hàng này hàng đẹp như mấy chơi, mua để dành mặt ha, có 85.000 bộ ha. Rồi ngay cô nào lấy được comment giùm em, sập cam đúng không, sập cam là chị còn cái này đúng không, sập cam pyjama giùm chị 85.000 ha, 85.000 dễ mặc lắm luôn á, hàng này đẹp dễ thương nè, nhìn thấy không, hàng đẹp giùm chị nè. Đó, nút này nút em gỡ ra gỡ vô được giùm chị luôn nha, chứ không phải là nút chồng nha, cổ chồng nha, tay lỡ giùm chị, tay lỡ lỡ qua khỏi chỏ kiểu gì giùm chị nè, nó không dài mà nó cũng không ngắn hay là lỡ gì á. Rồi sọc cam giùm chế ha, 40-60 kg đồ loại mặc quần chế, 85.000 thôi. Đó, dễ mặc giùm em ha, ai được comment giùm em dưới đường này có quyền cho mấy chị luôn ha, sọc cam, chị nào lấy được comment giùm em sọc cam nha ha, sọc cam. Đó, ngay luôn nào lấy được ủng hộ chị. Rồi sọc cam chị còn những cái nha, sọc cam chị còn sọc cam, sọc trắng với là xanh đen luôn ha, xanh đen sọc giùm chị. Rồi lấy được cái nào ủng hộ chị nha, sọc cam, sọc sọc trắng với xanh đen sọc, còn một cái sọc vàng với sọc hồng luôn nè, sọc vàng với sọc hồng thì bên này nè, sọc vàng mình chế, sọc hồng mình chế luôn nè. Còn thì chế lấy ra cho coi ha, có 85.000 hả, dễ mặc mình chế lắm, cái này dễ mặc cực kỳ, dễ mặc luôn thiệt, hàng này bao êm luôn á. Dây dây thì còn mấy cái này, chị nào coi được thì lấy giùm em ha, dây cũng 85.000 nè, coi được cái nào thì lấy nha, tại mấy mẫu này cũng đẹp cũng dễ thương dễ mặc giùm em. Rồi mẫu này nu dây giùm em ha, nu dây Tina lâu lắm mới gặp Tina á. Rồi ai lấy được comment giùm em nu dây nè, trời tin tin không nha. Rồi nu dây chế nào lấy được comment giùm em ha, cái này 85.000. Rồi ai lấy được comment 40-60 cao béo thì được 61-62 giùm em ha, nu dây cho mấy chị, mấy mẫu này tin tin không mấy chị. Rồi nu dây giùm em ha, lộn xộn cho mấy chị luôn, xanh đen dây giùm em 85.000 ha, mấy mẫu này dễ mặc giùm em. Rồi ai được comment giùm em ha, xanh này là xanh đen dây cho mấy chị luôn nè, đó hàng dễ thương dây cho mấy chị, mặc dây cho nó mát nha, mặc ở nhà ban ngày cũng được, mặc ban đêm cũng được, tùy theo mấy chị nha. Ai được comment giùm em xanh đen dây cho mấy chị, xanh đen dây giùm em ha. Rồi như luôn nào lấy giùm em xanh đậu dây luôn nè, dây này là phối dạng chữ gu xì cho mấy chị ha, cũng dễ mặc. Rồi xanh này xanh đậu thôi, xanh đậu ha, xanh đậu phối chữ gu xì ha, ai được comment giùm em xanh đậu cho mấy chị.
Đó, dễ mặc lắm mấy chị, hàng êm giùm em ha. Rồi cái gu nào lấy được không em? Xanh đậu giùm em vô. Xanh đậu giùm em. Thì đưa hộp men nha. Đó, cái gu nào thì lấy giùm em. Nhận cổ yến. Đó, từ lắm hết trơn á, nhiều mẫu giùm chị. Nhiều mẫu giùm em á. Từ lưa hộp men ha. Từ lưa hộp men từ lắm hết. Tất nhiên nào lấy giùm em. Còn một ít thôi à. Rồi đỏ, đỏ này là đỏ B ha. Có chi cút ở giữa giùm em. Ôm dáng kiểu gì ha. Đó, đỏ B giùm em, thấy vậy thôi chứ khoảng 58-60 không mấy chị chứ không có nhỏ ha. Rồi ấy được comment giùm em đỏ B 58-60kg mặc vùm em ha. Rồi 85.000 luôn, 85.000. Đó, ai thích dây thì lấy dây nha, từ lưa dây hết. Thích dây nào lấy dây đó giùm em, mẫu dễ thương mà. Rồi mẫu này giùm em ha, xanh đen luôn mấy chị ơi. Xanh đen giùm em ha, hàng đẹp giùm em, mặc là ôm cái ngực mình lại ha. Xanh đen, chị nào lấy được comment giùm em xanh đen ha, 40-60kg. Rồi ấy được comment giùm em xanh đen luôn. Rồi mẫu này mẫu B luôn, B đen luôn ha, có đủ thứ hết trơn, B đen, B trắng, B đỏ thì cũng có hết trơn á. Rồi chị nào lấy được comment giùm em B đen luôn nè mấy chị, B đen giùm em ha, 85.000 thôi mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy được comment giùm em ha, B đen 85.000 lộn xộn giùm em ha. Đó, co giãn giùm em, hàng đẹp nha. Rồi B đen cho mấy chị ha. Rồi ngay con nào lấy được họ em mấy chị, B đen cho mấy chị, B đen giùm em. Đó, lộn xộn cho mấy chị. Từ lưa, hàng này cũng dễ mặc nha, hàng này cũng dễ mặc lắm mấy chị. Rồi em lên mẫu dây cho mấy chị ha, ai thích dây thì lấy. Cái này thổ cẩm nha, một là mấy chị mặc kiểu gì cũng được, hai là bẹt vai như gì cũng được luôn ha. Rồi thổ cẩm nè, thổ cẩm màu này đẹp, sọc kem ha. Rồi thổ cẩm còn được một cái luôn á mấy chị, 40-60kg mặc vừa ha. Thổ cẩm còn đúng một cái luôn, chị nào mà thích thổ cẩm thì lấy thổ cẩm nha, nhanh và liền nha, không có cơ hội thứ hai nữa, còn có một cái thôi. Rồi xanh này xanh lon giùm em luôn nè, dây cho mấy chị mặc ôm dáng kiểu gì ha, dáng tới đâu dáng tới đó giùm em. Xanh lon mấy chị ơi, ai được comment giùm em xanh lon ha, xanh lon giùm em, 40-55kg mặc vừa ha, ai được comment giùm em xanh lon. Có toàn là mấy cái nào cũng dễ mặc thôi mà, chứ không có khó mặc. Nói chung mấy màu này em thấy cũng ok chứ không có đến nỗi mà làm khó người mặc. Rồi ai được comment giùm em, chia sẻ like cho em nữa ha. Này thì dạng khó khó chịu gì, lên ít dây này nữa rồi qua ha, lên ít dây này nữa rồi qua cho mấy chị. Mấy con nào lấy được lấy giùm em ha, tạm tạm giùm em. Tùm lum mèo, cái dây này là dây kiểu giùm em nè, đỏ này đỏ kiểu ha. Em ghét lên cái này thiệt luôn mấy chị, biết sao không? Cái dây của nó khó nhìn á. Rồi mẫu này đỏ ha, đỏ kiểu giùm em, phía sau rồi cái dây nè. Mấy chị mặc nó không có bị phồng, bị dùng lại nha. Tại vì em cầm lên nó bị dùng á mấy chị. Chứ mình mặc vô tiếp xúc vô phần thân của mình thì nó không bị dùng. 58-60 cao béo lên được 61-62 luôn ha. Rồi đỏ, ai có được comment giùm em đỏ. Đỏ kiểu nha, đỏ kiểu giùm em. Đỏ mà dạng dây giống chị mà đỏ kiểu á. Rồi đỏ kiểu giùm em luôn. Mẫu này là một cái xanh kiểu luôn ha. Hàng đẹp dễ thương mấy chị, nhiều mẫu nhiều mèo giùm em ha. Rồi mẫu này giùm em xanh kiểu cho mấy chị luôn ha, xanh kiểu giùm em. Xanh này xanh đẹp nha mấy chị ơi, 40-60 cao ghéo lên được 61-62 ha. Nào ok. Rồi xanh kiểu giùm em. Rồi mẫu này xanh đậu kiểu luôn ha, xanh đậu kiểu giùm em luôn. Xanh đậu kiểu giùm em, lộn xộn ha. Hôm qua lấy được lấy giùm em. Này rẻ toàn là giá mầm non, toàn là giá tiểu học này kia không à. Xanh kiểu như bộ, dạ 85.000 bộ chị Ngọc Ngọc ơi. Xanh kiểu như bộ 85.000 chị ơi, tầm giá 85.000 giùm em ha. Mấy này đang lên là 85.000 không chị. Rồi mẫu này sọc xanh ha, ai được comment giùm em sọc xanh luôn. Đó, ai thích màu nào thì lấy màu đó nha. Sọc xanh cho mấy chị, 40-60kg mặc vừa em, giống như dòng tiểu thư đó. Tay này tay lỡ nha, ai thích tay lỡ thì lấy cái này. Sọc xanh cho mấy chị luôn. Rồi mẫu này là sọc kem luôn ha, ai thích màu nào lấy màu đó giùm em ha. Sọc kem 85.000 giùm em nha mấy chị ơi. Nghe con chị nào lấy ha, 85.000. Cái này lộn xộn, này lụa này là lụa hàng đẹp nha, chứ không phải lụa hàng dở nha. Lụa này là hàng bao đẹp cho mấy chị luôn á. Rồi sọc xanh giùm em, sọc xanh sọc kem cho mấy chị luôn ha. Sắm này vô một cái lai mới nha mấy chị ơi, sắm này vô một cái lai mới giùm em ha. Này lộn xộn hết trơn á, chị nào coi lấy được lấy giùm em, tại cái này hàng cũng bao đẹp rồi đó mấy chị, hàng này hàng đẹp đó. Rồi em còn cái xanh ha, xanh ai lấy comment giùm em. Mẫu này comment giùm em là mẫu hồng phối giùm em ha, hồng phối. Mấy chị mặc tới đâu là dán ôm tới đó giùm em ha. Rồi hồng phối giùm em, chị nào thấy được comment giùm em. Này dễ mặc lắm mấy chị.
40 đến khoảng 58 kg mặc được ha. Ai được comment người em hồng phối ha, hồng phối dây kiểu như này như kia cho mấy chị kiểu gì cũng vậy mặc hồng phối rồi trắng phối cho mấy chị luôn nè. Rồi nghe gu nào lấy ha, dễ thương hàng đẹp rồi trắng phối giùm em luôn đó, nghe gu ai thì lụm nha. Rồi trắng phối giùm em, rồi chị nào lấy được comment giùm em trắng phối luôn. 85.000 thôi nha, 85.000 hàng đẹp trên thủ lựa nha. Rồi trắng phối giùm em. Có áo phông rộng không? Có, nhưng mà bây giờ lộn xộn hết rồi nè, không biết sao không biết nữa, giờ lộn xộn hết trơn à. Rồi mẫu này ha, sọc cam giùm em mấy chưa ai để comment giùm em sọc cam ha. Có gì chị coi like lại chị chụp màn hình giùm em đi chị, coi like lại chụp màn hình giùm em ha. Rồi sọc cam giùm em nè, chị nào lấy được comment giùm em ha. Sọc cam bán tặng mấy chị 85.000 luôn ha, 85.000. Rồi nghe cô nào lấy được ủng hộ em với mấy chị chia sẻ like giùm em ha, chia sẻ like chấm lại giùm em nhé. Em đang định lên một cái mới, bây giờ pyjama theo cho mấy chị nào coi được lấy giùm em ha. Áo hồi nãy em lên rồi, hồi nãy rồi có nào không lên thì em mới lên cho mấy chị. Lên mấy chị để gì lên mấy này em đang sale nữa mấy chị, pyjama lụa, pyjama bụa em đang sale thôi vô một cái like mới giùm em nha, vô một cái like mới.